Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đó là cuộc gọi thứ 12 của tôi gọi cho chồng tôi lúc 2 giờ sáng. Chồng tôi lại đang ôm ấp một cô gái nào đó ở đâu đấy rồi. Mới chiều nay còn gọi cho tôi, nói tôi nấu món gì ngon ngon, anh về sớm ăn cơm với ba mẹ con tôi. Đấy, bây giờ 2 giờ đêm rồi, chưa thấy vác mặt về. 10 giờ tôi gọi anh ấy không nghe máy, nhưng tới giờ thì thuê bao à? Tôi không khóc nữa, tôi quen với những lời nói dối của chồng tôi rồi. Tôi thở dài mệt mỏi khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của tôi. Yêu nhau 1 năm, rồi đã 4 năm sống chung bên nhau. Chúng tôi có 2 đứa con trai, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 1 tuổi. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi với chồng mệt mỏi, tôi thực sự bế tắc lắm. Tôi tên Hoàng Thùy, năm nay 28 tuổi. Trước tôi làm kế toán cho công ty của chồng tôi. Anh ấy tên Mạnh Tuấn, 32 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh. Nhớ lại ngày đấy, tôi mới vào làm việc, nhanh chóng tôi lọt vào mắt của anh Mạnh Tuấn. Anh ấy bị thu hút bởi tôi, một cô gái xinh đẹp, rất nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát, vui vẻ. Mạnh Tuấn bắt đầu để ý, quan tâm đặc biệt với tôi. Phía tôi thì cũng nhanh chóng rung động bởi vẻ ngoài điển trai, thông minh, tài giỏi và rất ga lăng của anh ấy. Lúc đấy mấy chị trong văn phòng cảnh báo tôi, yêu người đào hoa như Tuấn, cuộc đời tôi có nhiều trắc trở đấy. Nhưng lúc đó tôi yêu rồi, tôi mù quáng lắm. Gạt hết lời nói của các chị, tôi nhanh chóng trở thành bạn gái của Mạnh Tuấn, chàng trai đẹp trai, tài giỏi nhất công ty. Lúc yêu, Mạnh Tuấn yêu chiều tôi lắm, anh cực kỳ ga lăng, tâm lý vô cùng. Chỉ cần tôi nhăn mặt, anh quan tâm hỏi han tôi rồi. Chỉ cần tôi thích, dù vất vả tới mấy, anh cũng đáp ứng được. Yêu Tuấn 3 tháng, tôi phát hiện mình bị mọc sừng. Mạnh Tuấn qua lại với cô bé sau lưng tôi. Khi tôi phát hiện ra, anh ấy thề, anh ấy hứa là chấm dứt với cô bé đó. Thề độc không bao giờ tái phạm. Vì tình yêu, tôi tha thứ cho anh. Thế nhưng 2 tháng sau, tôi phát hiện mình mọc sừng lần 2. Lúc đấy tôi khóc nhiều lắm, tôi muốn dừng lại vì tôi mất niềm tin ở Mạnh Tuấn. Nhưng anh ấy không đồng ý dừng lại. Anh ấy tiếp tục cầu xin tôi tha thứ, cho anh ấy thêm cơ hội. Tôi suy nghĩ trong 2 tuần liền, cuối cùng tôi lại tha thứ, bắt đầu lại với anh ấy. Mạnh Tuấn tử tế được 3 tháng, anh ấy tiếp tục lăng nhăng với một cô gái ở công ty bên cạnh. Tôi choáng váng, tôi như muốn phát điên lên ý. Tôi về nhà, chặn số của Mạnh Tuấn và không gặp lại anh ấy nữa. Tôi quyết định mình chia tay, quên đi người đàn ông tệ bạc đó. Nhưng ông trời trêu đùa tôi khi tôi phát hiện mình có thai. Trời ơi! Tại sao tôi mang thai vào lúc này chứ? Tôi vừa mới chia tay Mạnh Tuấn thì tôi phát hiện mình có thai. Sao ông trời trói buộc cuộc đời tôi với người đàn ông lăng nhăng như anh ấy? Khi tôi có thai và tôi chưa biết phải làm sao thì mẹ tôi nhanh chóng phát hiện. Bà gọi tôi vào phòng, bà hỏi chuyện. Tôi không thể che giấu được sự thật vì mẹ tôi bái tinh lắm. Chỉ cần thấy tôi có biểu hiện lạ, bà ấy nghi ngờ ngay. Sau đó mẹ tôi liên lạc với Mạnh Tuấn để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Khi mẹ tôi liên lạc, Mạnh Tuấn tới nhà tôi để nói chuyện. Anh ấy không hề trốn tránh trách nhiệm. Anh còn nói chịu trách nhiệm với chính tôi. Vì lý do đấy, tôi lại động lòng thêm 1 lần nữa. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi, sẽ không tới gặp mẹ tôi đâu, vì tôi đã chia tay anh ấy hơn 1 tuần nay rồi. Nên khi Mạnh Tuấn nói chịu trách nhiệm với tôi lần nữa tha thứ cho anh ấy, để đứa con trong bụng tôi có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. 2 tháng sau, tôi với Mạnh Tuấn tổ chức hôn lễ. Tôi nghĩ rằng khi có vợ có con rồi, Mạnh Tuấn sống tử tế, không lăng nhăng. Nhưng tôi ngây thơ khi nghĩ như vậy quá. Mạnh Tuấn không hề thay đổi. Bản tính trăng hoa của anh ta ngấm vào máu rồi. Nên dù có vợ có con, anh vẫn trăng hoa. Cưới xong, Mạnh Tuấn thuyết phục tôi ở nhà dưỡng thai cho khỏe mẹ, khỏe em bé. Với mức lương cao của anh ấy, đủ lo cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc. Mấy tháng đầu mới cưới, tình cảm hai vợ chồng tốt lắm. Nhưng tới khi bụng tôi to rồi, bắt đầu nặng nề, mệt mỏi rồi. Quần áo đầu tóc không gọn gàng như thời con gái son dỗi. Thời điểm người vợ xấu nhất, mệt mỏi nhất, người chồng lại đi ngoại tình. Còn nỗi đau nào đau đớn hơn đâu. Mạnh Tuấn ngoại tình với gái trẻ đẹp ở bên ngoài.
Nhưng anh có trách nhiệm với con. Hàng tháng anh mang tiền về cho tôi đều đều để tôi thoải mái tiêu xài. Nhưng tôi cần người chồng yêu thương, quan tâm mẹ con tôi, chứ tôi đâu cần nhiều tiền như thế. Mạnh Tuấn cặp bồ, anh thường xuyên về muộn. Anh bắt đầu nói dối tôi, tới khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi lên chăm cháu. Có mẹ chồng chăm mẹ con tôi, anh ấy càng được đà đi với gái ở bên ngoài nhiều hơn. Mẹ chồng tôi, bà tên Hoa, 55 tuổi. Bà trẻ trung, sống thoải mái như bên Tây ấy. Bà sống ở bên anh 10 năm liền. Cách sống của bà hiện đại, có phần phóng khoáng. Bố chồng tôi mất lâu rồi, nên mẹ chồng tôi đi nước ngoài làm ăn. Tới khi tôi sinh con, bà ấy mới về. Bà nói về chăm cháu đỡ vợ chồng tôi nửa năm, rồi bà lại bay sang Anh tiếp. 11 giờ đêm, tôi đang bế con nằm ở võng. Mẹ chồng tôi bảo: "Con Thùy, bế con vào phòng ngủ đi, không có muộn con." "Dạ, con muốn chờ chồng con về sao mẹ ạ?" "Thế nó đi tới sáng, mày cũng định đợi tới sáng à?" "Dạ, thế để con điện cho anh ấy xem." "Ui giời, gọi làm gì? Lúc chiều nó bảo nó đi bàn công việc với khách hàng mà." "Nhưng có ai bàn công việc từ chiều tới 11 giờ đêm đâu ạ? À? Anh ấy có mà đang bàn việc với gái ấy mẹ." "Này, mày ăn nói cho tử tế vào. Nói không đúng, chồng nó đấm cho đấy." "Mẹ, mẹ có biết từ khi quen con tới bây giờ anh ấy lăng nhăng với bao cô gái rồi không ạ?" "Mẹ chồng tôi cứ hở ra là bênh chồng tôi chằm chạp ấy." Nói rồi bà chửi thẳng vào mặt tôi. 100 thằng đàn ông ra ngoài thì 100 thằng cô gái đấy. Nhưng mà vấn đề quan trọng, nó có coi trọng vợ con không? Không bỏ vợ bỏ con theo nhân tình là được rồi. Mà này, tôi nói thật, trông cô sập sệ, bù xù thế kia, chồng nó nhìn nó chán là đúng thôi. Nó không bỏ cô là phúc của cô rồi đấy. Nên là cô đừng bắt bẻ nó thế này thế kia. Cô ấy phải biết thân biết phận, biết mình là ai chứ. Mẹ nói thế nghĩa là dù chồng con có trăng hoa bên ngoài, con phải chấp nhận, không được than vãn nửa lời à mẹ? Ô hay, đúng thế chứ còn cái gì nữa. Nó cưới cô là phúc của cô. Giả sử nó không cưới cô, chẳng phải bây giờ cô đang là gái không chồng mà chửa hoang à? Mẹ. Tôi mím chặt môi. Con không ngờ mẹ nói ra những lời như thế. Mẹ nói vậy mẹ không thấy ngại với cháu nội của mẹ à? Mẹ chồng tôi chẹp miệng, giọng khinh bỉ. Thôi thôi thôi, cô thôi diễn trò đi. Không có cô ấy, con trai tôi lấy vợ khác rồi. Không có con thì nó có đứa con này con khác. Con trai tôi, nó trẻ, nó thông minh tài giỏi. Gái nó bù như bướm bướm ấy chứ. Mẹ, mẹ nói thế, con biết vì sao anh Tuấn có lối sống buông thả như thế rồi. Mẹ chồng tôi đến đây sầm mặt vào, tát cho tôi một phát mạnh khiến tôi ù cả tai đi. Bà nghiến răng chửi. Mày láo quá, bảo sao thằng Tuấn nó chán mày. Người xấu, xấu cả nết nữa. Mẹ, mẹ hơi quá rồi đấy. Con là con người, con có lòng tự trọng. Chứ con không phải là con gì mà ngu si không biết gì đâu ạ. Này, tao nói thật, con chó nó còn khôn hơn cái loại mày. Ngu đần, hỗn láo. Bao giờ thằng Tuấn về, tao mách nó, để xem nó xử mày thế nào. Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên. Mẹ chồng tôi chạy ra mở cửa với bộ mặt sầm sì không vui. Tuấn đi vào, anh hỏi mẹ. Muộn rồi, sao mẹ chưa ngủ đi? Mẹ tức lắm, không ngủ nổi. Sao mẹ lại tức, có chuyện gì à? Đấy, vợ con nó bảo mẹ sống buông thả bản thân. Giờ con cũng sống như thế, suốt ngày lăng nhăng gái gú bên ngoài. Mẹ không hiểu sao con lấy nó, một cái đứa hỗn láo coi thường chồng và mẹ chồng như nó. Tuấn cau mày, anh hỏi lại mẹ. Thùy nói vậy thật á mẹ? Không tin thì vào hỏi đi kìa. Mới lấy nhau nó đã coi thường con rồi. Sau này chắc nó ngồi lên đầu con luôn đấy. Tôi đang cho con bú, Tuấn đi vào. Anh cầm cái cặp đập vào mặt tôi một phát khiến tôi chảy máu mũi. Anh bị điên à? Sao anh đánh em? Anh cấm em không bao giờ được hỗn láo với mẹ. Nếu không đừng trách anh. Anh biết mẹ nói gì không hả? Kể cả mẹ có nói gì cũng không được cãi, hiểu chưa? Mẹ chồng tôi đứng đấy,
Bà nhìn tôi với ánh mắt hả hê lắm. Chồng chửi tôi một hồi, rồi anh lên giường ngủ một mạch luôn. Mẹ chồng tôi ngủ ở phòng riêng. Một mình tôi loanh quanh bế con, dỗ con pha sữa. Mẹ chồng tôi nói với mọi người bà về chăm con chăm cháu, nhưng thực tế tôi mệt mỏi hơn vì phải hầu thêm bà ấy. Tôi một mình chăm con chăm chồng, rồi chăm cả mẹ chồng luôn. Tôi có cảm giác mình có ba người con chứ chẳng phải một đâu. Có ai chồng đi ngoại tình mười mươi ra đấy, vợ không được phép nói không? Tôi cứ mở miệng ra, mẹ chồng tôi chửi rủa tôi thậm tệ. Cuộc sống của tôi chỉ loanh quanh ở nhà, cơm nước dọn dẹp rồi con cái. Từ khi sinh con, tôi chưa có lấy một ngày thảnh thơi. Suốt ngày tôi bị mẹ chồng để ý soi mói. Mãi khi mẹ chồng đi anh, cuộc sống của tôi mới thoải mái được một chút. Thế nhưng những ngày sau đấy, tôi suốt ngày lủi thủi trông con một mình, và chồng tôi thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Càng ngày chồng tôi càng lộ rõ bản chất vũ phu của mình. Chỉ cần tôi than phiền, chỉ trích anh về chuyện anh lăng nhăng gái gú bên ngoài, anh sẵn sàng tặng tôi vài cái bạt tai. Anh chối bay chối biến, nói với tôi anh không phải người như vậy, rằng tôi cố tình đặt điều, làm hỏng hình tượng trong sạch của anh. Tôi nói muốn ly hôn để anh thoải mái, để anh đi với gái. Thì anh xin lỗi, anh năn nỉ tôi nghĩ lại. Lúc nào anh cũng ca cái bài ca, anh thề anh chưa bao giờ phản bội em. Cô gái đấy chỉ là một trong những khách hàng của công ty thôi. Đối với anh á, vợ con lúc nào cũng là nhất. Nào, không ai thay thế vợ với con anh được. Đấy, anh thề anh hứa, anh đảm bảo. Nhưng chỉ một tuần, anh đi thông đêm không về nhà. Khi tôi gọi điện cho anh, lúc nào cũng thuê bao, khiến tôi thực sự ám ảnh. Tôi ám ảnh bởi câu nói, thuê bao quý khách vừa gọi, thì không liên lạc được. Cứ mỗi lần nghe câu đấy, tôi bắt đầu sợ hãi, rồi mất hết lý trí. Đầu óc choáng váng, tôi bắt đầu bị mất kiểm soát về những suy nghĩ, hành động của mình. Một người vợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ, chăm con như tôi, ít có cơ hội đi chơi. Dần dần tôi mất hết bạn bè. Chồng tôi những dịp lễ Tết, anh đi ăn cùng mọi người ở công ty anh, cũng không muốn cho tôi đi cùng. Cuộc sống của tôi gói gọn trong bốn bức tường, một đứa con 10 tháng tuổi. Một ngày nọ, tôi vừa cho con ngủ xong, tranh thủ lau nhà, thì có chuông cửa vang lên. Mở ra, tôi thấy chị gái xinh đẹp đứng trước cửa nhà tôi. Chị hỏi ai ạ? Đây có phải nhà anh Mạnh Tuấn không em? Dạ vâng đúng ạ. Thế em là Thùy à? Dạ em đúng là Thùy ạ. Chị ấy nhìn tôi tươi cười. Em là em gái anh Tuấn à? Chị nghe anh Tuấn kể về em, nay mới gặp em nhỉ? Thùy xinh quá. Em gái ạ? Anh ấy nói với chị em là em gái anh ấy á. À ừ, lần trước anh ấy tới nhà chị, em gọi điện tới nên chị biết mà. À ra thế hả? Anh Tuấn có cô em gái xinh thế này mà cứ giấu mãi. Dạ thế chị là gì của anh Tuấn à? Chị là bạn gái anh Tuấn. Mấy lần chị bảo anh ấy đưa chị về chơi, nhưng anh ấy không chịu. Hôm nay chị trốn anh ấy đến đây đấy. Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi có linh cảm chị ấy chính là bồ mới của chồng tôi. Tôi ngập ngừng hỏi. Chị là bạn gái của anh Tuấn nhà em á? Hai người quen nhau lâu chưa chị? Chị với anh Tuấn mới quen nhau 2 tháng thôi. Này, cho chị vào nhà một lát đi, mỏi chân quá. À, vâng, mời chị vào. Tôi vội tháo chiếc nhẫn đeo ngón tay ra, rồi cho vào túi quần. Sau đó đi lấy nước mời chị ấy uống. Chị ấy đưa tôi cái túi. Em cho chị gửi túi đồ nhé. Đồ gì vậy ạ? À, mấy bộ đồ anh Tuấn nhờ chị giặt đấy mà. Tôi ngồi cạnh bồ nhí của chồng, nhưng không can đảm để đánh ghen. Chị ấy giống như tôi, bị Mạnh Tuấn lừa gạt mà. Thùy, trông em có gì buồn buồn à? Có sao không em? À, chị ơi, nếu không phải em là em gái anh Tuấn, chị nghĩ sao ạ? Em nói thế là sao? Em không phải em gái của anh Tuấn đâu. Không phải em gái á? Tôi lấy chiếc nhẫn ra rồi nói. Chị ơi, anh Tuấn có vợ có con rồi chị ạ. Anh ta không xứng với chị đâu. Ánh mắt chị ấy sầm lại. Em nói anh Tuấn có vợ con rồi á? Tôi gật đầu rồi kéo chị đứng dậy. Chị đi theo em đi. Tôi kéo chị ấy vào phòng ngủ, chỉ tay về phía ảnh cưới của tôi với Tuấn. Đấy, ảnh cưới của em với anh Tuấn đấy. Đứa bé đang ngủ chính là con trai của em và anh Tuấn đấy chị.
Chị ấy đứng im lặng nhìn tôi, sau đó thở dài. Tệ thật đấy. Sau đó tôi và chị ấy ra phòng khách nói chuyện tiếp. Thực sự chị xin lỗi. Tuấn có vợ rồi, bảo sao mỗi lần chị nói muốn tới nhà thì anh ấy lại tìm cách từ chối. Anh ta đúng là tệ thật đấy. Chị ơi, phận làm vợ như em mới buồn đây chị ạ. À? Em biết anh ấy lăng nhăng với rất nhiều cô gái, nhưng vì con trai em nhẫn nhịn chịu đựng chị ạ. À? Chị ấy thở dài rồi nói. Thực sự xin lỗi em, chị là bị lừa. Nhưng Thùy này, đứa em còn trẻ, em đừng để cuộc hôn nhân thế này là chuỗi ngày địa ngục chứ. Thế giới ngoài kia có bao điều tốt đẹp chờ đón em. Có thể bây giờ em suốt ngày ở nhà nội trợ trông con, nên em không thấy những điều tốt đẹp bên ngoài kia. Bây giờ ấy, em ra ngoài đi, em thấy cuộc sống bên ngoài tốt đẹp thế nào mà. Mạnh mẽ lên em. À, em sẽ cố gắng. Thế còn chị à? Chị á? Chị sẽ tới công ty của Tuấn cho anh ta một trận. Chị ghét nhất bị lừa dối kiểu này đấy. Thôi em nghỉ đi, chị đi về đây. Vâng, chào chị ạ. Chị ấy đi ra cửa rồi quay lại nói với tôi. Thùy này, chị một lần nữa xin lỗi em vô tình xen vào gia đình em. Nhưng chị thực sự là không biết gì cả. Nếu biết Tuấn đã có vợ con, chị không bao giờ làm thế đâu, chị thề đấy. Có gì em bỏ qua cho chị nhé. Vâng, em không trách chị đâu ạ. Ừ, chị về đây. Ngày hôm sau khi mọi chuyện vỡ lở, Tuấn bị bộ nhí tới công ty chửi rủa bóc mẽ bộ mặt Sở Khanh. Anh ta bị mất mặt với đồng nghiệp trong công ty, nên tối đấy Tuấn trở về với bộ mặt vô cùng tức giận. Anh ta cướp đứa con trong tay tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Cút đi, cút, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Anh đuổi tôi đi được thôi, anh đưa con đây, tôi sẽ cút khỏi đây luôn. Tuấn trợn mắt đe dọa. Cô cút một mình đi, tôi sẽ nuôi con. Cô mà lại gần con trai tôi giết cô đấy. Cô cút đi. Tôi không thể mang theo con, tôi đành ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ không nói gì, nhưng em trai với em dâu tôi không bằng lòng. Nói thật, nhà đẻ tôi chật chội. Em trai tôi lại nát rượu cả năm. Nó chơi bời lêu lổng, không chịu làm lụng gì cả. Tiền nó tiêu là do chồng tôi cho nó, nên dù anh rể nó sai mười mươi ra đấy, nó bênh anh rể chằm chặp chứ không nghe bênh chị gái nó bao giờ. Thấy tôi trở về, nó gọi điện cho anh rể hỏi đầu đuôi câu chuyện. Không biết Mạnh Tuấn nói gì với nó, quay ra nó chửi tôi thậm tệ. Chị đi về nhà đi, đi lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Cái thói ở đâu, cứ giận dỗi là lại bỏ về nhà ngoại như thế không biết. Anh ấy suốt ngày lăng nhăng gái gú, chị mệt mỏi lắm, chị muốn ly hôn. Ui giời, đàn ông giỏi giang, gái nó theo là chuyện bình thường. Quan trọng anh ấy có coi vợ con là quan trọng nhất không? Có những chuyện khác phù phiếm qua đường thôi. Chị suy nghĩ lại đi, có người đàn ông nào trên đời này hoàn hảo 100% không? Nó nhất quyết bắt tôi quay về, chứ nó không đồng ý cho tôi ở lại. Một tuần tôi ở nhà ngoại, ngày nào em trai tôi cũng chửi tôi. Em dâu lườm nguýt để ý tôi từng tí một. Bố mẹ tôi thì thở dài buồn bã. Tôi nằm im trong phòng, ngực căng cứng vì đầy sữa, rồi nỗi nhớ thương con cứ trào dâng. Đến ngày thứ bảy, Mạnh Tuấn tới xin lỗi, muốn đón tôi về. Nhưng tôi không muốn về. Mạnh Tuấn lợi dụng điểm yếu của tôi là con trai. Anh ấy luôn nói những câu khiến tôi động lòng và không thể xa con. Em ơi, mấy hôm nay con khóc nhiều đấy. Nó nhất quyết không chịu uống sữa ngoài. Nó nhớ mẹ, nó thèm sữa mẹ. Thôi em về với anh đi, để cho con mình đỡ khổ em ạ. Anh đưa con đây cho tôi đi, tôi không muốn về đó nữa. Anh không thể. Nếu em muốn ly hôn thì cũng được thôi. Anh làm tất cả để giành quyền nuôi con. Sau này em không bao giờ được gặp con dù chỉ một lần đâu. Đồ khốn nạn, tôi hận anh. Em suy nghĩ kỹ đi. Một là quay về với anh, chúng ta làm lại từ đầu. Hai là chúng ta ly hôn. Em không bao giờ được gặp lại con nữa. Nói xong anh ta bỏ về. Còn tôi thực sự bế tắc rồi. Những ngày sau, Mạnh Tuấn gọi điện nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày. Anh ta tha thiết mong tôi quay về. Lại cộng thêm sự tác động của em trai em dâu, nên tôi đồng ý quay lại với Mạnh Tuấn. Một lần nữa tôi tha thứ cho anh ấy, mà tôi không hề hay biết
Trong thời gian tôi về nhà đẻ, anh ấy tranh thủ qua lại với cô gái trẻ khác rồi. Tôi quay về được 2 tháng, tôi phát hiện anh ấy đi khách sạn với gái. Lúc đấy tôi hoàn toàn gục ngã, nhưng không thể bỏ về nhà ngoại được, vì em trai em dâu tôi không chào đón tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng khuyên tôi sống vì con, cứ kệ chồng tôi, nó đi chán rồi nó quay về. Tôi biết mình không thể quay về nhà ngoại được, nên tôi âm thầm chịu đựng một mình. Những đêm con ốm con khóc, một mình tôi chăm con. 12 giờ đêm nhưng chồng tôi chưa về. Con quấy khóc, tôi cũng khóc trong bất lực. Mẹ cầu xin con đấy, xin con đừng khóc nữa đi mà. Ánh mắt tôi đờ đẫn, tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, là những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Cuộc sống của tôi suốt ngày gắn liền với sự lạnh nhạt của chồng. Những đêm tôi không ngủ để trông con, những cuộc gọi đe dọa của cô nhân tình của chồng tôi gọi cho tôi. Tôi không biết tâm sự cùng ai, vì ngay cả bố mẹ, em trai em dâu đều xa lánh tôi. Tôi biết nương tựa vào ai đây? Những nỗi buồn, những sự tủi thân ngày một nhiều thêm theo ngày tháng. Ngoài con trai tôi ra, tôi không biết than thở cuộc đời với ai cả. Tôi cho con trai vào xe đẩy để đi chợ mua đồ ăn. Đi một đoạn, con tôi bắt đầu khóc. Tôi dỗ con nhưng con không nín. Bế con lên, con vẫn khóc. Tiếng khóc của con bắt đầu khiến tôi ám ảnh, đầu óc quay cuồng. Tôi sợ tiếng khóc vô cùng. Tôi nghe tiếng con khóc, tôi thấy hoang mang quá. Nhìn con trai mình, tôi nghĩ tới con quái vật. Con quái vật kêu gào trên tay tôi. Tôi đang bế một con quái vật. Đấy, trong đầu tôi nghĩ cái gì thế này? Tôi bế con ra cái xe rác gần đó. Tôi thả con vào thùng rác, rồi tôi bỏ chạy thật nhanh về nhà. Tôi trốn vào tủ quần áo với tâm trạng sợ hãi vô cùng. Quái vật, là quái vật. Người quét xác tới đẩy xe xác, phát hiện đứa bé khoảng 1 tuổi nằm trong xe xác nghịch xác. Người quét xác hốt hoảng gọi mọi người xung quanh tới. Cũng từ lúc đấy, hình ảnh bé trai 1 tuổi bị bỏ ngoài thùng xác tràn lan khắp mạng xã hội. Cảnh sát nhanh chóng liên lạc với Mạnh Tuấn để Tuấn tới xác nhận và đón con về. Tôi trốn trong tủ đồ thì Tuấn trở về. Anh bế đứa con trên tay. Có cả bố mẹ, em trai, em dâu, cùng rất nhiều cảnh sát và người dân gần nhà tôi tới. Vừa nhìn thấy tôi, cảnh sát tiến lại còng tay tôi. Mạnh Tuấn vội nói với cảnh sát, các anh đừng bắt vợ tôi. Cô ấy nhìn sợ hãi thế này, chắc chắn có vấn đề gì đó rồi. Lúc đấy Mạnh Tuấn bảo vệ tôi trước mặt mọi người, nên mọi người đấy khâm phục Tuấn lắm. Họ bàn tán cho rằng tôi là người vợ không ra gì, ai cũng chê trách tôi. Họ cho rằng tôi may mắn khi lấy người chồng tốt như Tuấn. Đáng lẽ tôi phải biết trân trọng, nhưng đằng này tôi không trân trọng và còn mang con bỏ mặc như vậy. Sau đó Mạnh Tuấn bảo lãnh cho tôi và đưa tôi đi khám. Bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm, phải nhập viện điều trị. Một tay Tuấn lo tất cả các khoản chi phí chữa bệnh. Có mẹ đẻ tôi tới bệnh viện chăm tôi. Mạnh Tuấn cũng hào phóng, anh đưa cho mẹ tôi nhiều tiền. Nếu tôi muốn ăn gì, mẹ tôi có tiền mua ngay. Trong mắt mọi người, Tuấn là người chồng tuyệt vời. Những tin đồn anh lăng nhăng gái gú ngày trước biến mất, thay vào đó là những tin đồn về tôi. Con Thủy mắc bệnh, tí nữa hại chết con nó đấy. Úi dồi ôi, nó bệnh thế mà thằng Tuấn không bỏ. May nó lấy được tấm chồng tử tế, phải thằng khác à, có mà bỏ lâu rồi. Con Thủy tệ quá, may gặp thằng Tuấn tử tế, nếu thằng khác, chắc nó trả về nơi sản xuất lâu rồi chứ. Mọi người ca ngợi Tuấn hết lời. Anh đẹp trai, tài giỏi, yêu chiều vợ con. Anh trở thành người chồng quốc dân trong mắt mọi người. Nhưng mọi người đâu biết, anh là người chồng đẩy vợ mình vào bước đường cùng. Chính sự lạnh nhạt, vô tâm của anh, cùng hồ sơ tình ái bên ngoài của anh đẩy tôi tới bước đường này. Tôi điều trị bệnh trầm cảm trong bệnh viện 1 tháng, bắt đầu tỉnh táo, bớt sợ hơn. Cứ cách một ngày, Mạnh Tuấn vào thăm tôi một lần. Lần nào anh cũng mua quà cho tôi. Anh ân cần hỏi han tôi, khiến những người xung quanh cũng ghen tị. Mấy chị y tá còn nói với mẹ tôi, chồng chị ấy tốt và thương chị ấy quá bác ạ. Chúng cháu ngưỡng mộ quá, ước gì sau này có người chồng thương cháu như thế. Mẹ tôi nghe mấy chị ấy nói, bà mát lòng mát dạ lắm. Đi tới đâu người ta cũng khen ngợi con rể bà hết lời.
rồi bà quay lại nhìn tôi, thở dài mệt mỏi. Vẻ ngoài, anh ta luôn tỏ ra là người chồng tốt, người bố tốt. Nhưng sau lưng, anh ta lăng nhăng hết người này người khác. Thời gian vợ điều trị bệnh trong viện, anh ấy thuê bảo mẫu trông con để thoải mái đi chơi với nhân tình. Mạnh Tuấn diễn hay tới mức tất cả mọi người khen ngợi anh là anh chồng quốc dân, thậm chí còn nổi tiếng trên Facebook. Mỗi lần anh vào viện thăm vợ, anh chụp lại những bức ảnh vợ ở trong bệnh viện, rồi về nhà đăng lên Facebook, nói những lời cực kỳ cảm động. Nay tôi thăm vợ yêu, sức khỏe cô ấy ổn định dần rồi, mừng rơi nước mắt. Cố lên vợ ơi, chồng và con đang chờ vợ về. Mong ngày vợ về, gia đình chúng ta đoàn tụ. Mà yêu vợ. Sau những dòng tâm trạng của bức ảnh của người vợ điều trị bệnh trầm cảm đăng lên mạng xã hội của Mạnh Tuấn được chia sẻ và nhanh chóng thu hút mọi người. Mọi người vào chia sẻ, bình luận, hỏi han động viên nhiều lắm. Từ đấy, Mạnh Tuấn trở thành người nổi tiếng. Mạnh Tuấn được lòng tất cả mọi người. Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng ít ai biết rằng ban ngày, anh đóng vai người chồng quốc dân. Ban đêm, anh thác loạn bên những cô gái khác. 7 giờ sáng, Mạnh Tuấn đang nằm ngủ giữa hai cô gái trẻ. Điện thoại gọi tới. Anh ơi, điện thoại kìa. Mạnh Tuấn mở mắt nhíu mày khi thấy mẹ vợ gọi đến. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Mẹ à? Tuấn à, con dậy chưa? Sáng nay cái Thùy khám lại. Nếu sức khỏe tốt, chiều nay nó được ra viện đấy con ạ. Mạnh Tuấn nghĩ bụng. Mẹ kiếp, ra viện tới chiều, thế mà 7 giờ sáng bà đã gọi. Mạnh Tuấn thở dài, kìm nén sự khó chịu trong lòng. Giọng nói vui mừng. Thế à mẹ, vậy tốt quá. Mẹ chờ con lát con tới. Ờ, con tới ngay nhá. Vâng, mẹ hỏi vợ con xem cô ấy muốn ăn gì để con mua luôn. Ừ, mẹ hỏi cái Thùy, rồi mẹ nhắn cho nhá. Vâng. Mạnh Tuấn ngắt điện thoại, rồi thở dài. Hết 3 tháng điều trị rồi á, nhanh thế nhỉ? Anh ta đi vào phòng, mở ví lấy ra cọc tiền ném vào mặt cô gái đang nằm trên giường. Dậy chia tiền rồi biến đi. Hai cô gái ngồi dậy cầm cọc tiền chia đôi, rồi ôm cổ Mạnh Tuấn. Anh yêu à, hôm nay đuổi bọn em về sớm thế. Biến đi, tôi bận rồi. Bọn em biết rồi, hôm nào cần anh lại alo nhá. Biết rồi, có gì tôi gọi. Hai cô đừng tùy ý gọi cho tôi đấy, biết chưa? Ok. Mạnh Tuấn tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ vest lịch lãm, rồi đi mua đồ ăn sáng cho mẹ vợ và vợ. Anh diễn vai người chồng quốc dân hoàn hảo tới mức đi tới đâu người ta chào hỏi anh như gặp người nổi tiếng. Ngay cả bà bán đồ ăn sáng cho Mạnh Tuấn còn hỏi thăm anh ân cần lắm. Vợ cháu dạo này khỏe chưa? À, cảm ơn cô ạ. Vợ cháu đỡ rồi, hôm nay vợ cháu được ra viện ạ. Ôi, thế cô chúc mừng. Mấy tháng nay cháu vất vả quá. Vâng, cháu cảm ơn cô. Tiền đây cô. Thôi thôi, cô không lấy tiền. Hôm nay cô tặng nhá. Cháu mang vào vợ cho cháu đi không muộn. Dạ, cháu ngại quá, cảm ơn cô nhiều. Mạnh Tuấn đi rồi, cô bán hàng hào hứng kể chuyện người chồng quốc dân cho mọi người nghe. Cái giọng đầy sự ngưỡng mộ khiến tất cả mọi người ngồi trong ăn sáng cũng cảm thấy tò mò. Cô có link Facebook của anh ấy không? Cho cháu với. Có chứ, cháu vào mà đọc những bài thằng Mạnh Tuấn chia sẻ, cháu rơi nước mắt đấy. Cô kể làm cháu tò mò thế, nhất định cháu vào đọc từng bài một. Chắc chắn rồi, ngày trước à, vợ nó trầm cảm, ném con vào thùng rác, báo chí đưa tin ầm ầm đấy, thế mà nó yêu vợ lắm. Sau 3 tháng điều trị bệnh trầm cảm, tôi đã khỏi bệnh và được về nhà. Mẹ tôi vừa dọn đồ vừa nói, may quá được về rồi, ở viện 3 tháng à, mẹ cứ tưởng như 3 năm ấy. Tôi cảm thấy áy náy quá. Dạ, mấy tháng nay mẹ vất vả vì con nhiều rồi, con xin lỗi ạ. Không sao, 3 tháng nay mẹ chăm con, mẹ còn được lương cơ mà. Được lương là sao hả mẹ? Thì 3 tháng mẹ ở viện chăm con, thằng Tuấn đưa cho mẹ 50 triệu, chưa kể hàng tháng nó đưa tiền ăn nữa. Tính ra 3 tháng ở đây, mẹ có 70 triệu mang về đấy. Mẹ, mẹ cầm tiền của anh ấy làm gì? Con là con gái của mẹ mà. Cái con này, 3 tháng nay mẹ nghỉ việc chăm mày, thằng Tuấn trả lương cho mẹ là đúng rồi. Nó nhiều tiền thế, lo cái gì? Mẹ tham thế, hết thằng Kiên em trai,
giờ đến mẹ nhận tiền của anh Tuấn. Bảo sao anh ấy nói gì mẹ cũng nghe. Con này lại bắt đầu rồi đấy. Nó là chồng mày thì cũng là con mẹ, là anh rể thằng Kiên. Người nhà giúp đỡ nhau một chút thì có làm sao. Nhưng giúp một hai lần không sao, cứ nhiều lần như thế, anh ấy nghĩ gia đình mình lợi dụng anh ấy, rồi anh ấy khinh thường nhà mình thì sao. Thằng Tuấn nó không bao giờ khinh thường nhà mình đâu mày lo. Sao mẹ chắc chắn được ạ? Mẹ tôi ngồi xuống giảng giải một thôi một hồi cho tôi nghe. Tôi thấy bùng nhùng lỗ tai không thể nào tin được. Thằng Tuấn nó là người tốt. Mày nghĩ lại đi, 3 tháng qua mà nhập viện điều trị, nó vất vả chạy đi chạy lại, vừa lo trông con, vừa lo vào viện chạy chữa cho mày. Chi phí thì đắt đỏ, điều trị thì tiên tiến, tốn bao nhiêu tiền, nó có kêu ca một lần nào không? Cứ vào viện thăm mày, nó mua bao nhiêu đồ cho mày cho mẹ, rồi nó động viên quan tâm mày từng tí một. Nó tử tế với mày như thế, mày muốn cái gì nữa? Tôi ngập ngừng nói, có nhiều chuyện mẹ không biết đâu. Anh ấy không tử tế như mẹ nghĩ đâu. Mày im đi, mày nói vớ vẩn nữa, mẹ từ mặt mày luôn đấy. Mẹ, im. Từ bây giờ trở đi, mày khỏi bệnh rồi thì mày chăm sóc chồng cho chu đáo đi. Mày đừng nghĩ linh tinh rồi đòi ly hôn nọ kia. Mẹ là mẹ không chứa mày đâu, nhớ đấy. Mẹ, kể cả anh Tuấn trăng hoa gái gú, con cũng không được phép ly hôn à? Nó trăng hoa bao giờ mà mày nói nó trăng hoa? Mày đúng là bị trầm cảm rồi cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi con ạ. Giờ bệnh khỏi rồi, đừng qua nói vớ vẩn người ta cười cho đấy. Con nói thật, chứ con vớ vẩn hồi nào đâu. Mày không vớ vẩn, mà mày bảo con trai mày là quái vật à? Mẹ tôi nhắc lại chuyện cũ, lúc trước tôi trầm cảm, tôi tưởng con mình là quái vật. Nên giờ khi nghe mẹ nói, tôi không thể chối được. Tôi im lặng, thừa nhận mẹ tôi nói tôi vớ vẩn. Thấy tôi ngồi im không cãi nữa, mẹ tôi mới hỏi, sao? Sao lại im lặng thế? Không, không có gì ạ. Nhiều người muốn được như mày mà không được đâu. Bản thân mày lấy được tấm chồng tử tế mà lại không biết trân trọng. Tôi đang định cái mẹ, mẹ Tuấn ở bên ngoài bước vào, vẫn nụ cười, vẫn giọng nói ấm áp. Mẹ ơi, xong chưa mẹ? À, xong rồi. Con thanh toán xong rồi à? Vâng. Sau đó mẹ Tuấn lại đưa cho tôi bó hoa hồng. Chúc mừng vợ yêu, 3 tháng qua vợ vất vả rồi. Tôi chưa nói gì, mẹ tôi nói ngay. Là con rể của mẹ vất vả chứ, cái Thùy nó ăn với chơi thôi, vất vả gì đâu. Không ạ, con không thấy vất vả gì cả. Chỉ cần vợ con khỏe mạnh, trở về nhà với con. Con biết là vợ con ở trong viện ngột ngạt khó chịu, về nhà là thoải mái nhất, đúng không vợ? Tôi khẽ gật đầu. Vâng, mình về thôi, em nhớ con lắm rồi. Ừ, chúng ta về thôi. Mạnh Tuấn tự tay chuẩn bị bữa tiệc nhỏ chào đón tôi về. Bữa tiệc gồm bố mẹ tôi, em trai, em dâu cùng bạn bè đồng nghiệp của anh ấy. Trước mặt mọi người, anh ấy yêu chiều quan tâm tôi từng chút một, khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc ngưỡng mộ, thấy mừng cho tôi. Ai cũng nói tôi tốt số, may mắn lấy được tấm chồng vừa đẹp trai lại thành đạt, yêu chiều vợ con. Mạnh Tuấn diễn đạt tới mức chính bản thân tôi bị anh che mắt, chưa nói gì những người xung quanh. Đêm đấy khi mọi người về hết, Mạnh Tuấn bảo cô giúp việc cho con trai về phòng ngủ. Đêm đấy, tôi với anh lại làm cái chuyện đó. Rồi sau đó, tôi lên hai vạch, chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai của mình. Mạnh Tuấn đã lấy lòng mẹ vợ, em trai vợ bằng tiền. Anh hào phóng mua tặng mẹ vợ chiếc xe tay ga để mẹ đi sang nhà con rể chơi cho tiện. Anh mua điện thoại đời mới cho em trai vợ để em trai lướt mạng cho đỡ buồn. Cứ như vậy, Tuấn được lòng nhà vợ lắm. Mỗi lần Tuấn muốn đi chơi gái, chỉ cần nói với Kiên một câu, Kiên sẵn sàng bao che cho anh rể để qua mặt chị gái. Để thuận tiện cho việc trang hoa, Tuấn đưa Kiên vào công ty làm việc để tiện mua chuộc Kiên luôn. Vì có Kiên bao che mấy tháng nay, nên Thùy tưởng rằng chồng cô không còn lăng nhăng gái gú bên ngoài. Mỗi lần chồng đi qua đêm, chồng cô nói với cô đi giải quyết công việc cùng em trai cô. Chính vì thế cô không nghi ngờ gì, bởi cô nghĩ có em trai mình ở bên, Tuấn làm sao có thể vớ vẩn được chứ. Trên Facebook, Mạnh Tuấn chia sẻ ảnh vợ con cùng gia đình hạnh phúc để xây dựng hình ảnh người chồng quốc dân.
Đang ảnh gì, anh cũng tác tên Hoàng Thùy. Hoàng Thùy tin tưởng chồng mình. Thùy vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Lâu lâu ra ngoài đường, có người nhận ra cô là vợ của người chồng quốc dân. Cô mỉm cười, cảm thấy vui vui. Ngày cuối tuần, Hoàng Thùy đưa con trai về nhà ngoại chơi. Ngồi ăn cơm, mẹ cô hỏi Han. Này, con đi siêu âm chưa? Dạ rồi ạ. Thế trai gái? Trai ạ. Ờ, thế cũng được. Mẹ cũng thích hai cháu trai hơn. Vài năm nữa đẻ thêm cô công chúa nữa là tuyệt vời. Dạ, con cũng tính thế ạ. Thế dạo này cuộc sống hai vợ chồng tốt chứ? Vâng, tốt mẹ ạ. Đấy, mẹ nói rồi. Thằng Tuấn nó sống tử tế, mày cứ nghi ngờ nó mãi. Thì trước anh ấy trăng hoa như thế, con không nghi ngờ sao được ạ? Đàn ông chẳng đôi lần trăng hoa, mà điều quan trọng cách nó đối xử với vợ con nó thế nào thôi. Đợt này thi thoảng anh cũng đi qua đêm, nhưng đi giải quyết công việc ở nơi xa cùng thằng Kiên nhà mình, cho nên là con cũng yên tâm hơn. Ờ, có em trai vợ đi làm cùng công ty, nó không lăng nhăng được đâu. Nên giờ con đừng lo nữa nhá. Vâng. Chịu khó mà ăn uống cho em bé khỏe mạnh. Thế tháng mấy thì sinh nhở? 4 tháng nữa cơ mẹ. Dự kiến ngày 15 tháng 10 ạ. Ui, thế chả mấy tí mà sinh. Sao không để người giúp việc làm việc nhà cho? Sao lại cho người ta nghỉ thế con? Con khỏe mà mẹ. Con muốn tự mình làm việc nhà. Chứ nằm chơi không con thấy mệt mỏi lắm. Làm việc cho thoải mái mẹ ạ. Mẹ tôi thở dài, lẩm bẩm chửi tôi. Mà sướng mà không muốn sướng. Mẹ đây muốn có người giúp việc mà không có tiền thuê. Còn mày chồng nó thuê người giúp việc cho thì lại không cần. Mẹ, con làm được. Khi nào cần người giúp việc thì con lại thuê thôi. Mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho con. Ừ, thì mẹ kệ, mẹ nói thế thôi. Tới chiều chồng tôi về cùng với Kiên. Anh tới đón tôi. Anh tâm lý tới mức lần nào tới nhà vợ cũng mua giỏ hoa quả tươi ngon biếu bố mẹ vợ. Chưa kể anh biếu thêm bố mẹ vợ vài triệu để ăn quà. Đấy, người con rể giàu có tâm lý như thế, bảo sao bố mẹ không yêu quý cho được. Cách anh nói chuyện lúc nào cũng tử tế, một dạ hai vâng. Anh được lòng cả họ hàng nhà vợ. Trong mắt mọi người, anh xứng đáng là người chồng quốc dân mà. Bao chị em mơ ước, liệu có được chưa? Cuộc sống của Thùy êm ả trôi qua. 4 tháng sau, cô với Mạnh Tuấn chào đón đứa con thứ hai của mình. Lúc đó Mạnh Tuấn được thăng chức, thu nhập của anh tăng gấp đôi. Mỗi tháng anh mang về cho vợ con nhiều tiền. Phải nói là cuộc sống của anh không có gì ngoài tiền. Nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống của Thùy bận rộn hơn trước nhiều lắm. Thằng cu lớn đi lớp, còn thằng bé ở nhà với mẹ. Hoàng Thùy vẫn xoay sở kịp nên cô chưa thể thuê người giúp việc. Bởi một phần cô xem trên mạng, thấy nhiều bài đưa tin người giúp việc đánh con của chủ nhà. Cô sợ, tính cô cẩn thận nên cô không tin tưởng để người khác nấu ăn cho gia đình mình. Một mình cô làm tất cả mọi việc. Lúc nào bận thì cô nhờ mẹ cô sang trông con giúp cho cô một hôm. Chính vì bận quá, cô có ít thời gian để ý giờ giấc làm việc của chồng mình. Thi thoảng cô gọi điện cho em trai cô, hỏi về tình hình của chồng mình là xong. Thế nhưng cô không hề hay biết, từ khi cô sinh đứa con thứ hai, chồng cô mua cho nhân tình một căn nhà ở ngay cạnh nhà của vợ chồng cô để tiện qua lại cho dễ. Một lần, tôi thu dọn quần áo của chồng để vào máy giặt. Tôi thấy trong túi áo của chồng có thỏi son cùng tấm ảnh thẻ của một cô gái trẻ. Đằng sau ảnh thẻ có chữ ký của cô gái. Cô gái tên Vân Anh. Tôi thấy cô gái này quen lắm, hình như tôi gặp rồi à? Nhưng tạm thời tôi lại chưa nghĩ ra được. Hôm đấy chồng tôi đi làm về, tôi mới hỏi chồng. Anh ơi, son vẻ này là của ai thế? Mặt chồng tôi tỉnh bơ. À, có bé Vân Anh phòng anh. Hôm trước nó nhờ anh cầm hộ đưa cho bạn trai nó. Anh quên mất rồi mang về nhà mình luôn. Thế à, em thấy quen mà không nhớ gặp ở đâu nữa. Thì cái hôm đầy tháng Cubin, nó với bạn trai nó tới mà. Nhiều người nên em không nhớ. À, ra vậy à. Bảo sao em thấy quen mà em không nhớ ra gặp hôm đầy tháng thằng Cubin nữa cơ. Mạnh Tuấn ôm tôi, anh nhẹ nhàng nói. Vợ anh vất vả quá rồi, cả ngày chăm chồng chăm hai con. Anh thuê người giúp việc cho vợ đỡ vất vả nhé. Thôi, em tự lo được. Với lại em không yên tâm để con mình cho người khác bế. Khi nào cần thì thuê sau anh ạ. Ừ,
Khi nào vợ mệt thì cứ bảo anh thuê người giúp việc cho vợ nhé. Ừ. Sau khi diễn vai người chồng quốc dân, Mạnh Tuấn cầm tấm ảnh thẻ và son đi tới nhà Vân Anh. Này, sao son với ảnh thẻ của em để trong túi áo anh thế? Ơ, hôm trước em gửi anh mà em quên lấy thôi. Vợ anh nó lục thấy đấy, nó hỏi anh đấy. Em làm gì thì cũng phải cẩn thận, nhỡ nó nghi ngờ thì sao? Vân Anh tỏ vẻ giận dỗi. Trước sau gì anh cũng ly hôn với chị ta, cần gì diễn vai người chồng tốt thế, anh không thấy mệt à? Để khi nào ly hôn rồi tính, bây giờ diễn rồi thì phải diễn cho tốt chứ. Thế bao giờ anh mới chịu ly hôn với chị ta để cưới em? Em bỏ tất cả về đây với anh, anh cứ để em cô đơn thế này á? Một tuần anh sang đây 2 ngày còn gì nữa? Em muốn bên anh cả tuần cơ, 2 ngày ít lắm. Em tham lam nó vừa vừa thôi. Em à, em cứ thích tham lam thế đấy. Rồi sau nửa tiếng cuồng nhiệt, Tuấn với Vân Anh ôm nhau. Anh ơi, anh có yêu em không? Ừ, yêu. Thế anh có thích chuyện đấy không? Thích. Thế bao giờ anh bỏ vợ cưới em? Cứ từ từ, thằng Bi mới được 2 tháng thôi mà. Thằng Bi nó bé, nó ở với mẹ, anh nuôi thằng Bon là được mà. Mạnh Tuấn nhìn Vân Anh, giọng anh cực nghiêm túc. 2 thằng là con anh nuôi cả 2 đứa, em hiểu chưa? 2 thằng thì phải chia ra, mỗi người nuôi 1 đứa chứ, sao anh nuôi hết được? Anh nuôi hết, sau này ly hôn anh nuôi hết. Anh sẽ cưới em nếu em chấp nhận 2 đứa con của anh, em hiểu không? Em sẽ chấp nhận, coi 2 đứa như con ruột của mình. Nhưng em thắc mắc, sao anh không để chị Thùy nuôi 1 đứa? Anh không thích, anh không muốn để thằng khác nuôi con mình. Ơ, sao anh nói thế? Thùy còn trẻ, sau này cô ta lại đi bước nữa. Anh không thích con mình ở với bố dượng. Trong khi đấy anh thừa sức lo được cho 2 đứa và lo được cả cho em. Sau này em thích, em sinh mấy đứa nữa cho anh cũng được, anh lo được hết. Anh không muốn mình ích kỷ với Thùy à? Sao thế? Em lo lắng cho vợ anh à? Nhân tình đi lo lắng cho vợ của người tình, ngược đời thế à? Em mà thèm lo lắng cho chị ta còn lâu. Em chỉ là thắc mắc thôi, sao anh không chịu ly hôn bây giờ luôn đi? Anh muốn Cubin nó cứng cáp hơn một chút, chứ giờ ly hôn nó nhỏ quá, lại thiếu sữa mẹ sớm quá thì cũng không nên. Ui giời, anh không đọc luật ly hôn à? Con từ 3 tuổi trở xuống mẹ có quyền nuôi. Anh là cái gì mà đòi nuôi cả 2 đứa? Thằng Bon chưa 3 tuổi, thằng Bin thì chưa được 1 tuổi mà. Mạnh Tuấn cười khẩy, giọng nói anh đầy tự tin. Anh có kế hoạch cả rồi em ơi. Không có luật pháp nào để cho người mẹ mắc bệnh trầm cảm nuôi con đâu. Anh nói thế em hiểu rồi. Nhưng chị Thùy cũng khỏi bệnh lâu rồi mà. Thì đấy là lúc trước, sắp tới ai biết cô ta phát bệnh thế nào. Này, anh nói thế nghĩa là anh khiến chị ấy phát bệnh, rồi anh ly hôn toàn quyền nuôi 2 đứa à? Em à, bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Vân Anh tròn mắt nhìn Tuấn. Ui, sao anh sống thủ đoạn thế? Em không ngờ anh nghĩ ra cách đấy đâu. Một người tâm địa xấu xa như anh sao có thể là người chồng tốt được nhở? Mọi người đúng là bị mù hết rồi nên cứ tin vào anh. Này, em biết sự thật rồi. Em muốn bên anh nữa không để anh còn tính? Thì có chứ. Em thích người như anh, thích những người đàn ông tử tế. Em thấy nhạt vô vị lắm. Phải như anh ấy, ác như anh ấy thì mới có cảm giác lạ, thích thú anh ạ. Ừ, nếu vậy thì tiếp tục thôi. À, anh đặt vé du lịch chưa? Ừ, anh đặt rồi. 7 ngày nữa chuẩn bị xóa nhá. Ừ, em lúc nào cũng xóa tới bến thôi. Quan trọng anh chịu được nhiệt không? Có khi anh lại chống gậy thì khổ đấy. Này, ai chống gậy chưa biết đâu nhá. Ok, vậy thì thử đi xem nào. Đang lúc đó thì Kiên gọi điện tới. Mạnh Tuấn bịt miệng Vân Anh lại. Kiên à, có chuyện gì thế? Anh Tuấn ở đâu vậy? Chị Thùy vừa gọi cho em, nói là chị không gọi được cho anh. Chị hỏi em có biết anh ở đâu không, mà sao anh không nghe máy thế ạ? À, anh đi có chút việc. Em gọi điện cho chị Thùy, bảo với Thùy em đang ở với anh giải quyết công việc bên ngoài. Điện thoại anh hết pin, anh đang sạc nên không cầm nhé. Ok anh, em biết rồi nha.
Ừ, có gì lát anh chuyển cho 5 triệu đi mà đá phò. Cảm ơn anh. Mạnh Tuấn tắt máy, tiếp tục ghi chặt lấy Vân Anh. Này, anh sạc pin hồi nào, đúng là đồ lươn lẹo. Không cắm sạc điện thoại, nhưng mà anh đang cắm sạc đây này. Chuông cửa vang lên, là cô giáo đưa coupon về. Thùy bế coupon ra mở cửa. Cô giáo của coupon tươi cười. Bon chào mẹ Thùy nào. Mẹ Thùy à, Bon về rồi à? Mẹ chào Bon nhá. Hôm nay Bon đi học có vui không con? Vui ạ. Chị cảm ơn em. Chị bận quá nên việc đưa đón coupon chị nhờ em nhá. Em yên tâm, tiền công của em hàng tháng chồng chị chuyển khoản đủ cho em. Vâng, anh chị cứ yên tâm, em đưa đón coupon được ạ. Chị cảm ơn em nhiều, gặp lại em sau nhé. Vâng, em chào chị. Tôi loanh quanh bên hai đứa con, rồi tranh thủ tắm giặt cho con, nấu cơm nước, giữ cho con ăn. Cứ mãi loanh quanh cho con, tới khi hai đứa đi ngủ rồi, tôi nhìn đồng hồ 8 giờ tối. Sao chồng tôi chưa về nhỉ? Gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi cho Kiên. Chị Thúy. Ờ, anh Tuấn có đi cùng em không? Có, hai anh em đi công việc, chưa biết giờ về đâu chị ơi. Chị cứ ngủ đi nhá. Anh ấy đi cùng em, chị yên tâm đi. À thế à, chị biết rồi. Tôi yên tâm rồi đi tắm giặt. Phơi đồ xong tôi lên giường ôm con và ngủ luôn. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, tôi thấy Tuấn đang nằm cạnh tôi. Nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, chẳng biết anh ấy về lúc mấy giờ nhở. Thấy thương chồng quá. Anh ngày đêm đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi vợ con. Giá mà tôi san sẻ bớt gánh nặng được cho anh thì tốt. Nhưng giờ hai đứa con còn nhỏ, tôi không biết phải làm sao nữa. Sáng dậy như thường ngày, Tuấn hôn vào trán tôi một cái tình cảm. Chúc vợ yêu ngày mới tốt lành. Ừ, hôm qua anh về mấy giờ? Anh làm nhiều vậy có mệt không? Hôm qua 12 giờ anh mới về. Thế em ngủ ngon, anh không muốn đánh thức. Anh không mệt lắm, chỉ hơi đau lưng thôi vợ. Anh đau nhiều không? Em xoa dầu cho anh nhé. Thôi không cần, đau một lúc là hết ngay. Nay vợ cho anh ăn món gì? Em nấu phở gà nhé. Ôi, ngon thế. Mình ăn thôi em ơi, nay anh phải đi làm sớm rồi. Vâng. Tuấn ăn sáng xong, anh vào phòng hôn lên trán hai đứa con bé bỏng rồi đi làm. Trong đầu anh bắt đầu có ý nghĩ. Bin, Bon, hai đứa con vàng bạc của mình, nhất định sau này mình giành quyền nuôi cả hai đứa. Nhất định phải giành bằng được. Con trai của mình nên phải được mình nuôi cả hai mới được. Mạnh Tuấn bắt đầu lên kế hoạch để Hoàng Thùy và con đường cùng. Anh phải nghĩ ra một cách mà anh vừa ly hôn thuận lợi, vừa được quyền nuôi hai đứa con, mà trong mắt mọi người anh vẫn là người đàn ông tốt. Vài tháng nữa thôi, cô Bin 1 tuổi, tới lúc đó anh ly hôn với Hoàng Thùy. Mấy tháng nay ôm Hoàng Thùy ngủ, anh tưởng ôm cái khúc gỗ. Hoàng Thùy đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cô không bốc lửa, không sexy, không biết chủ động giống Vân Anh. Nên Tuấn thấy chán. Anh thích cô vợ quyến rũ, có chút hư hỏng ở trên giường. Chứ ở trên giường ngoan ngoãn quá thì cũng nhạt nhẽo. Thời gian trôi qua, cô Bin chuẩn bị đón sinh nhật 1 tuổi. Trong thời gian này, tôi phát hiện chồng tôi có chuyện gì đấy giấu tôi. Tôi đang ngồi chơi với con, thấy điện thoại của chồng tôi có người gọi tới. Anh không lưu tên nên tôi không biết là ai. Mạnh Tuấn đang tắm, người đó gọi 2 cuộc. Tôi nghĩ chắc có việc quan trọng nên tôi bắt máy, cầm điện thoại lên tai, rồi lắng tai nghe bên kia một giọng cô gái trẻ vang lên. Anh ơi, anh qua siêu thị mua cho em ít nho tím nhé. Lúc này tôi lên tiếng. Chồng tôi đang tắm, ai gọi đấy? Đầu dây bên kia im lặng. À, tôi là bạn anh Tuấn. Thôi, có gì tôi gọi lại sau. Tôi có hỏi lại là ai, nhưng cô ấy không trả lời rồi tắt máy. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Vì thường là bạn bè của chồng, họ nói chuyện thoải mái chứ không ngập ngừng như vậy. Vì tò mò lúc cầm điện thoại của chồng, tôi mở điện thoại kiểm tra xem có gì lạ không. Tôi thấy trong album ảnh của chồng tôi có mấy tấm ảnh của Vân. Không có ảnh chụp chung giữa chồng tôi với Vân Anh, nhưng có mấy tấm ảnh Vân Anh tự chụp. Tôi nghĩ bụng, sao Vân Anh tự chụp ảnh trong điện thoại của chồng mình thế này? Chồng mình thân thiết với Vân Anh như vậy à? Bình thường không thân thiết thì anh không để người khác sờ vào điện thoại của mình đâu. Tôi mở phần tin nhắn, thấy số vừa nãy gọi tới cũng là người nhắn tin cho chồng tôi nửa tiếng trước. Anh yêu, mua nho tím cho em. Tôi có linh cảm
cô gái vừa nãy gọi tới và cô gái nhắn tin bảo chồng tôi mua nho là Vân Anh. Tôi lưu số điện thoại vào máy mình. Vừa lưu xong, chồng tôi tắm xong đi ra. Thấy tôi cầm điện thoại của anh cau mày nhìn tôi. Em kiểm tra điện thoại của anh đấy à? Tôi hơi run run nhưng cố gắng bình tĩnh. À không, vừa nãy có người gọi tới hai cuộc. Em sợ có việc gì quan trọng nên mới nghe máy. Ai gọi thế? Em không biết nữa. Tại em nghe máy không thấy người ta nói gì ạ. Mạnh Tuấn giật cái điện thoại trên tay tôi. Từ giờ đừng tự ý nghe điện thoại của anh, em hiểu chưa? Sao em không được nghe điện thoại của anh? Anh giấu em chuyện gì à? Em nghi ngờ anh đấy à? Thì em lo lắng, sợ anh phát hiện ra điều gì nên em thắc mắc thôi. Mạnh Tuấn hạ giọng xuống rồi nói với tôi. Điện thoại của anh liên quan nhiều tới công việc quan trọng. Không có việc gì liên quan tới em đâu, em đừng động vào làm gì. Công việc hay là những mối quan hệ bên ngoài? Em lại nghi ngờ anh có mối quan hệ bên ngoài đấy à? Vợ chồng thì phải tin tưởng chứ. Em tin tưởng anh, nhưng anh có tin tưởng em không? Em sờ vào điện thoại của anh mắng em và không cho phép em sử dụng điện thoại của anh. Vậy là anh không hề tin tưởng em. Anh giấu em chuyện gì đó à? Đủ rồi em ơi, thôi cái kiểu nghi ngờ đấy đi. Từ trước đến giờ, anh ghét nhất là người khác sờ vào điện thoại của mình. Anh ghét người khác sờ điện thoại của mình. Sao anh để cô gái Vân Anh đó tự ý chụp ảnh đấy trong điện thoại của anh thế? Mạnh Tuấn sầm mặt lại. Anh lừ mắt nhìn tôi. Em gán ghép anh với cô gái tên Vân Anh đó đấy à? Ai cho phép em kiểm tra điện thoại của anh như vậy? Trong phút nóng giận, không kiềm chế được lời nói của mình, tôi lỡ nói thẳng luôn. Anh lén lút với Vân Anh sau lưng em đấy à? Mạnh Tuấn như nổi điên ấy. Anh ta tát tôi hai phát rất mạnh. Em điên đấy à? Đừng có ăn nói linh tinh như thế. Vậy những bức ảnh trong máy là sao? Cô ta nhắn tin bảo anh mua nho cho cô ta đấy. Anh chối nữa à? Im đi. Em không im. Em nói đúng quá. Em không cãi được đúng không? Mạnh Tuấn giờ thói vũ phu. Anh ta đấm cho tôi mấy phát vào mặt khiến tôi ngã ngửa ra phía sau. Tôi choáng váng không biết gì nữa. Khi lúc tỉnh lại, Mạnh Tuấn ra khỏi nhà từ bao giờ. Trên bàn là sấp tiền anh ta để trên bàn cho tôi. Lúc nào cũng thế, anh dùng tiền xoa dịu mọi chuyện. Nhưng với tôi, dù Mạnh Tuấn cho tôi bao tiền cũng không thể che lấp đi nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi đau đớn khi nhìn khuôn mặt bầm dập trong gương. Anh ta sẵn sàng ra tay đánh vợ một cách không thương tiếc. Chứng tỏ một điều, đối với anh ta tôi không còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận số điện thoại mà tôi lấy được từ điện thoại của Mạnh Tuấn. Tôi mua sim rác lắp vào máy, chủ động gọi điện vào số máy đó để xác nhận xem cô ta đúng là Vân Anh không. Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, bạn cho mình hỏi đây phải số của Vân Anh không ạ? Vâng, tôi Vân Anh đây, chị là ai thế? Tôi bên giao hàng, có phải chị đặt một chiếc túi xách không ạ? Không, tôi có đơn hàng nào đâu. À vâng, xin lỗi chị, vậy tôi kiểm tra lại ạ. Sau đó tôi tắt máy, hai tay run rẩy. Cô ta đúng là Vân Anh, có nghĩa là chồng mình đã qua lại với cô ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Mình nghi ngờ chồng tôi qua lại với Vân Anh, tôi quyết tâm điều tra sự thật bằng được. Tôi cầm tiền của Mạnh Tuấn đưa cho tôi đưa số tiền đó cho mẹ đẻ. Tôi nhờ bà tới nhà trông con giúp tôi một tuần để tôi có thời gian tìm hiểu chuyện khúc mắc kia. Mẹ tôi thì thích tiền lắm, bà đồng ý ngay và luôn. Thấy mẹ vợ tới, Mạnh Tuấn ngạc nhiên hỏi. Em nhờ mẹ trông con à? Vâng. Nếu hôm nay em thấy mệt mệt, nhờ mẹ tới nhà mình trông cháu cho, rồi cơm nước hộ em luôn. Em mệt à? Vậy anh thuê người giúp việc cho. Tôi mỉm cười khi thấy Mạnh Tuấn diễn vai người chồng quốc dân. Người ngoài cảm thấy anh ấy là người đàn ông trên cả tuyệt vời. Nhưng tôi không thấy thế đâu, bởi anh ấy không qua được mặt tôi nữa. Tôi xem anh ấy diễn quá lâu rồi, tôi thấy chán lắm rồi. Thôi, cứ để vài hôm nữa, có gì em bảo anh sau. Ừ, tùy em. Có vấn đề gì cứ nói, anh còn tính nhá. Vâng. Ngày hôm sau, khi Mạnh Tuấn vừa lái xe rời khỏi nhà, tôi đi theo anh ấy bằng xe máy. Mạnh Tuấn lái xe tới nhà Vân Anh rồi đón cô ta đi làm. Cuối cùng tôi biết nơi ở của Vân Anh. Tối đấy, tôi chủ động tới nhà Vân Anh gặp cô ấy. Nhìn thấy tôi, Vân Anh hốt hoảng lắm. Cô ta cầm điện thoại, gọi điện cho Mạnh Tuấn. Thôi, cô đừng cầu cứu ai, tôi không làm gì cô đâu.
Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Sau đó Vân Anh bình tĩnh hơn. Tôi không có chuyện gì để nói với chị cả. Tôi muốn trao đổi với cô về chồng tôi. Vân Anh ngập ngừng. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hay ngồi đây đây. Cứ vào nhà ngồi nói chuyện cho đàng hoàng cũng được. Tôi với Vân Anh ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh như vậy. Tôi biết chuyện cô với chồng tôi rồi Vân Anh ạ. Vân Anh ngang nhiên thách thức tôi. Cô biết được những gì nào? Có cần tôi kể thêm cho nghe đầy đủ không? Đầy đủ cái gì? Vân Anh bắt đầu kể cho tôi nghe. Giữa cô ta với Mạnh Tuấn, cô ta kể bình thản như Mạnh Tuấn là của riêng cô ta. Thật ra tôi với Tuấn quen nhau từ lúc cô sắp sinh thằng Bin ấy. Chúng tôi quen nhau tính tới nay 1 năm. Căn nhà này, chiếc xe ô tô này Mạnh Tuấn mua cho tôi. Tôi với anh ấy yêu nhau, xác định với nhau rồi. Nên cô đừng khuyên tôi tránh xa chồng cô. Tôi nói thẳng tôi không làm được đâu. Toàn thân tôi nóng bừng bừng. Tôi không ngờ Vân Anh trơ trẽn, không có lòng tự trọng như vậy. Sao cô khốn nạn thế Vân Anh? Cô biết rõ Tuấn đã có vợ có con, sao cô đâm đầu vào như thế? Cô quyết tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác à? Cô này, Mạnh Tuấn nói với tôi anh ấy hết yêu cô. Anh ấy ôm cô mà tưởng khúc gỗ đấy. Anh ấy chán cô nên mới đi ngoại tình. Người vợ thông minh như cô mà không biết chuyện đó à? Tôi uất ức căm hận. Tôi hận cô ta 1 thì hận chồng tôi 10. Anh ta là kẻ khốn nạn, lúc nào cũng đóng vai người chồng tử tế, lừa vợ lừa con. Suy cho cùng, Vân Anh chỉ là cô gái bị anh ta xỏ mũi. Tôi cố gắng bình tĩnh để khuyên nhân tình của chồng mình. Vân Anh, cô nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Để làm cái gì? Cô còn trẻ, chỉ có con cái ràng buộc. Cô dừng lại đi, đừng tiếp tục qua lại với chồng tôi nữa. Sao tôi phải dừng lại? Khi suốt ngày anh Tuấn nói yêu thương tôi, anh ấy cho tôi mọi thứ tốt nhất như thế này. Cô nghĩ tới tôi, 2 đứa con nhỏ của tôi đi. Cô thực sự nhẫn tâm muốn cướp bố của chúng à? Vân Anh cười khẩy. Chị Thùy này, là chị em phụ nữ với nhau, tôi cho chị lời khuyên nhé. Chị ly hôn với anh Tuấn đi trước khi quá muộn. Tôi thấy hoang mang trước câu nói của Vân Anh. Cô nói thế là ý gì? Vân Anh vì không muốn nuôi 2 đứa con của Mạnh Tuấn nên cô ta muốn đẩy Hoàng Thùy nuôi. Cô ta cố ý úp mở cho Hoàng Thùy biết âm mưu của Mạnh Tuấn để Hoàng Thùy liệu đường ứng phó. Hoàng Thùy, cô nghe rõ đi, tôi nói 1 lần thôi nhé. Cô cố lắng tai mà nghe. Tuấn chồng cô, anh ta có ý định ly hôn cô. Nhưng anh ta có ý định giành quyền nuôi 2 đứa con đấy. Cô liệu liệu về mà tính đi, đừng chủ quan. Nếu không có ngày cô ra đường với 2 bàn tay trắng đấy. Nghe Vân Anh nói, tôi bắt đầu run run run. Tôi không tin vào lời nói của con đàn bà mang mác nhân tình. Cô đúng là con đàn bà khốn nạn. Cô cướp chồng tôi, rồi cô phá tôi nữa. Tôi không mắc lừa cô đâu. Chồng cô lên kế hoạch cả rồi. Chính miệng anh ta nói với tôi, anh ta tìm cách nuôi 2 đứa bé. Kế hoạch chi tiết cụ thể lắm, nhưng tôi không có thời gian nói rõ ràng với cô được. Thôi, cô về nhà tự nghĩ đi. Tôi không tin. Cô nói với tôi dễ dàng như vậy, tôi càng không tin. Tôi nói cho cô biết là bởi vì tôi không muốn nuôi con riêng của Tuấn. Bất đắc dĩ chấp nhận thôi. 1 đứa cũng là quá đáng rồi. Đằng này nuôi 2 đứa thì tôi phát điên mất. Tôi cố tình nói cho cô biết kế hoạch của Tuấn để cô lựa mà tính. Chỉ cần cô đừng nói gì với Tuấn. Nghe những lời Vân Anh nói, tôi thấy hoang mang. Không lẽ người chồng mà mẹ con tôi tin tưởng bao lâu nay là người thâm hiểm khốn nạn, đầy toan tính như vậy à? Có đời thủ ở nhà ai, vợ chính thất đi tìm nhân tình của chồng để khuyên nhân tình dừng lại, đừng qua lại với chồng mình, lại được nhân tình khuyên ngược lại, rồi nói cho nghe bao bí mật của chồng như tôi không? Tôi cảm thấy hoang mang, cảm thấy đau đớn thất vọng khi biết bản thân bị chồng lừa gạt cả năm nay. Tôi muốn khóc, nhưng tôi sợ nhân tình của chồng tôi cười vào mặt. Tôi cố kìm nén cảm giác đau đớn, thất vọng của mình. Tôi chưa biết phải làm sao. Vân Anh chỉ điện thoại ra. Mạnh Tuấn gọi cho tôi, nhưng tôi không để ý đây này. Chị mau về đi, tôi nghĩ là Tuấn đang trên đường tới đấy. Càng tốt thôi. Tôi muốn nghe chính miệng anh ta nói. Chị điên đấy à? Chị không sợ anh ta đánh chị à? Đến nước này rồi, sợ cái gì nữa? Chị nghĩ tới 2 đứa con của chị đi.
Nếu chị có mệnh hệ gì, chúng nó ra sao? Tôi ấm ức gào lên. Cô suy nghĩ cho mẹ con tôi như thế, sao cô cướp chồng của tôi? Cô giả nhân giả nghĩa vừa vừa thôi. Chị nói sai rồi, vì chồng chị muốn từ bỏ chị từ lâu. Từ lúc chị sinh con, anh ấy muốn bỏ chị rồi. Nhưng vì con chị nhỏ, anh ấy sợ nó thiếu sữa mẹ, nên cố chờ tới lúc con một tuổi để ly hôn. Tôi nói rồi, anh ấy có kế hoạch tỉ mỉ để ly hôn với chị và giành quyền nuôi cả hai đứa. Chị đừng ngây thơ nữa, nhớ câu nói của tôi, ngu thì chết. Chị tự suy ngẫm đi. Tôi thấy Vân Anh nói nghiêm túc và thực lòng. Tôi bắt đầu tin những lời Vân Anh nói. Tôi quyết định đi về để chạm mặt chồng. Nhưng đúng là số phận trêu đùa tôi. Vừa ra cổng, Mạnh Tuấn nhìn thấy tôi. Hoàng Thùy, xem ở đây. Tôi với Mạnh Tuấn chạm mặt nhau ngay cổng nhà Vân Anh. Ánh mắt anh ta nhìn tôi giận dữ như tôi là người có lỗi vậy. Rõ ràng chính anh ta là người có lỗi, là người phản bội tôi. Nhưng anh ta không hề lo lắng khi thấy tôi. Quá căm hận, tôi không muốn làm to chuyện. Tôi nghĩ khi về nhà, tôi làm đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ này. Tôi nhìn Mạnh Tuấn nhếch mép cười khinh bỉ. Anh diễn giỏi lắm. Đáng lẽ ra người như anh phải làm diễn viên mới đúng chứ. Nói rồi tôi đi thẳng về nhà. Tôi không muốn đôi co hay cãi nhau với anh ta. Hoàng Thùy bỏ về rồi, Mạnh Tuấn đi vào nhà Vân Anh. Vân Anh. Vân Anh nằm lướt điện thoại. Thấy Mạnh Tuấn, cô ta ngồi dậy. Anh à. Thùy tới đây tìm em à? Cô ta nói những gì thế? Chị ta nói em dừng lại, đừng phá vỡ gia đình chị ấy. Mà sao chị ta biết được nhỉ? Em không biết. Chắc hôm trước đọc trộm tin nhắn của anh. Hai người nói chuyện gì vậy? Chị ta yêu cầu em rời xa anh, nhưng em không đồng ý. Chị ta chửi em thế nọ thế kia đấy. Mạnh Tuấn nhìn Vân Anh nghi ngờ. Hai người nói qua nói lại thế thôi à? Không nói gì khác chứ? Đúng thế mà. Trước khi đi về, chị ta nói quay lại tính sổ với em. Ai chứ chị ta, em chả bao giờ sợ. Xem chị ta làm gì được em. Mạnh Tuấn tin tưởng Vân Anh. Anh ta không chất vấn thêm nữa. Vân Anh lại gần. Thế giờ vợ anh biết rồi, anh tính sao? Mạnh Tuấn thong thả pha trà uống. Hai tháng nữa mới tới thời điểm. Nhưng mà thôi, cô ta biết rồi, anh bắt đầu kế hoạch thôi. Kế hoạch của anh thế nào? Bắt đầu từ đâu? Bí mật. Việc của em ấy, chờ làm vợ anh thôi. Này, anh đúng là bật mí một tí cho em đi chứ, em tò mò. Mạnh Tuấn cười rồi đứng dậy nói. Anh về đây, có chuyện gì thì anh liên lạc. Lần sau Hoàng Thùy tới, em tránh mặt đi nhá. Đừng nhắc chuyện tình cảm của chúng ta với cô ấy nữa. Ừ, em biết rồi. Nên anh ở lại với em đi, em nhớ anh mà. Thôi, thời điểm gay gắt thế này, chúng ta ở cùng nhau cũng không thuận lợi cho kế hoạch của anh. Nhịn đi nhá, anh về đây. Trở về nhà, tôi thu dọn quần áo của tôi với hai con cho vào vali. Tôi tính đưa hai đứa về ngoại. Dọn đồ xong, tôi bế đứa nhỏ rồi gọi đứa lớn dậy. Bon Bon, dậy tôi con. Chúng ta về nhà ngoại đi con. Ba mẹ con vừa ra khỏi cửa thì Mạnh Tuấn về. Hai đứa nhìn thấy bố chúng nó thì đã đòi bố bế. Ba mẹ con định đi đâu? Muộn rồi đấy. Tôi đưa hai đứa về nhà ngoại. Anh ở đây thoải mái đi với gái đi. Anh ta hạ giọng năn nỉ van xin. Thôi thôi thôi, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh bị cô ta gài bẫy, ép buộc anh, chứ anh không hề có tình cảm với cô ta. Là cô ta ép anh. Cô ta ép anh á? Cô ta làm sao ép anh được? Anh đừng văn vở nữa, tôi không muốn sống với một người giả tạo như anh. Em bình tĩnh nào, anh không thể sống thiếu em được. Em vì con, em suy nghĩ lại đi mà. Lần nào anh cũng xin lỗi, cuối cùng thì anh vẫn vậy, suốt ngày trăng hoa ở bên ngoài. Anh không thấy xấu hổ với vợ con à? Mạnh Tuấn biết điểm yếu của tôi là hai đứa. Anh bế con đi vào trong nhà rồi quay ra. Em cho anh thêm cơ hội đi, anh hứa chấm dứt với Vân Anh. Anh thề đấy. Lại thề, thề vậy tốt. Anh có bao giờ làm được đâu. Mạnh Tuấn quả quyết. Lần này anh nhất định làm được. Cho anh thêm cơ hội đi mà. Sau hồi lâu năn nỉ van xin, cuối cùng tôi mềm lòng nghĩ về hai đứa con. Để gia đình này đầy đủ cả bố lẫn mẹ cho con tôi, tôi tặc lưỡi, cố vì hai con. Nhưng cố tới bao giờ, tôi không nói trước được.
Tôi và Mạnh Tuấn bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chúng tôi không ngủ cùng nhau, không nói chuyện cùng nhau. Ở chung nhà, nhưng chúng tôi như hai người xa lạ vậy. Tôi lo cho con ngủ xong, đi ra ngoài phòng khách. Tôi thấy Mạnh Tuấn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nghe loáng thoáng Mạnh Tuấn nói chuyện với Vân Anh, mà hai người nói những câu rất tình cảm như: em ăn cơm đi, ăn nhiều nhé. Anh nhớ em cũng nhớ anh. Tôi điên quá, tôi chạy lại gần Mạnh Tuấn rồi nói: anh đang nói chuyện với Vân Anh đúng không? Anh nói với tôi như thế nào? Anh nói chấm dứt với cô ta, nhưng anh vẫn nói chuyện với cô ta sau lưng tôi thế này. Anh đúng là khốn nạn. Mạnh Tuấn bình thản nói: việc gì thì cũng phải từ từ, không phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Anh lừa tôi đúng không? Lừa thì sao, mà không thì sao? Cô muốn làm gì tôi? Mạnh Tuấn, tôi không ngờ anh chó má như vậy. Mạnh Tuấn đấm thẳng vào mặt tôi khi tôi ngã lăn ra sàn. Anh ta lừ mắt đe dọa tôi. Cô dám chửi chồng cô à? Cô láo tét quá rồi đấy. Lần này tôi bỏ qua, lần sau đừng trách tôi. Nói rồi, anh ta đi vào phòng rồi ôm hai đứa con ngủ như không có chuyện gì, mặc cho tôi tủi thân uất ức nằm khóc một mình. Anh ta biết tôi không thể bỏ đi một mình mà không mang theo con, nên anh ta cố tình ngủ cùng hai con để canh chừng tôi. Tôi thực sự bế tắc, tôi không biết phải làm thế nào duy trì cuộc hôn nhân tồi tệ này. Tất cả mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Ấy vậy mà khi tôi đi ra ngoài, mọi người trầm trồ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì tôi là vợ của anh Mạnh hoàn hảo, người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi đi siêu thị mua đồ, trong lúc đứng chờ để thanh toán, một người đàn ông trẻ tuổi đi phải va vào tôi, khiến túi đồ trên tay tôi rơi xuống. Ngay lập tức anh ấy cúi xuống nhặt đồ cho tôi. Tôi xin lỗi nhá. Không sao đâu. Vừa nhìn nét bầm trên mặt tôi, anh ta thay đổi sắc mặt. Mà cô bị sao thế? Cô bị ai đánh à? Câu nói của anh ta như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi đau đớn chua xót lắm. Tôi không sao đâu. Anh ấy nghe vậy liền hỏi tôi thẳng thắn. Nếu mà cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc thì chọn nhầm người, hãy chọn lại đi cô gái. Câu nói thẳng thắn của anh ấy khiến tôi động lòng. Tôi bật khóc bởi anh ấy là người đầu tiên ủng hộ tôi ly hôn. Còn mẹ tôi, em trai, em dâu tôi, mỗi khi tôi nhắc tới chuyện ly hôn, họ nhảy ngược lên phản đối, cho rằng đầu óc tôi có vấn đề nên mới đòi ly hôn như vậy. Thanh toán tiền xong, tôi xách túi đồ đi về. Vì nhà tôi gần siêu thị nên tôi đi bộ. Tôi đang đi trên vỉa hè, một giọng nói vang lên phía sau. Cô gì ơi? Quay lại, tôi thấy anh chàng khi nãy va phải tôi trong siêu thị. Có chuyện gì thế hả? Chúng ta đi cùng đường, để tôi xách giùm đồ cho. Không cần đâu, tự làm được rồi. Trông cô mệt mỏi thế này, cô mất ngủ à? Cô không sao đâu, anh cũng ở gần khu này à? À vâng, nhà tôi ở ngay gần đây. Tôi tên Quân, ngoài 30 tuổi. Có cô? Tôi tên Thùy. Cô ra hiệu thuốc hỏi họ xem có thuốc gì chống sưng và phù nề không, chứ tôi thấy mặt cô sưng bầm tím nhiều lắm. Thấy tôi im lặng, Quân nói tiếp. Nếu cô ngại, tôi đi mua hộ nhá, rồi tôi mang tới nhà cho cô. Tự dưng có người quan tâm tới mình, tôi thấy động lòng. Tôi ngập ngừng nói. Phiền anh mua hộ tôi với, tôi ngại đi mua quá. Vậy đợi tôi lát, tôi mua rồi mang tới cho cô. Nhà cô ở đâu? Nhà tôi kia, ngôi nhà cổng xanh đấy anh. Ok, tôi thấy rồi. Lát nữa tôi mua, tôi mang qua cho nhá. Nhưng có phiền anh không ạ? Phiền gì đâu, vì cô giống em gái tôi. Em gái anh ấy hả? Nó trước bị chồng đánh bầm dập, mặt mũi thường xuyên bầm tím luôn ấy. Nhưng giờ nó ly hôn, nó về sống cùng bố mẹ tôi. Cuộc sống của nó bây giờ tốt hơn khi có chồng, cho nên vừa thấy cô tôi thấy thương rồi. Này cô gái, mạnh mẽ lên nhá. Ước gì tôi... Sao vậy? À không không, thôi tôi về đây, cảm ơn anh. Cô cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi gọi. Tôi cho Quân số điện thoại rồi về nhà. Rồi tôi nghĩ, tôi thấy sự xuất hiện của Quân đúng là trùng hợp. Cả câu chuyện với em gái Quân, sao giống với câu chuyện của tôi thế? Nhưng tôi không biết phải lý giải thế nào nữa. Quân mua thuốc rồi anh tới nhà Hoàng Thủy. Trên đường đi, Quân gọi cho Tuấn. Tôi nghe đây. Tôi tiếp cận Hoàng Thùy thành công rồi nhá. Ừ, tốt lắm. Cậu khiến cô ta tin tưởng cậu đi. Tôi thưởng thêm cho cậu.
Vâng, tôi hiểu rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm, có vấn đề gì gọi điện ngay cho tôi nhé. Vâng ạ. Tôi về nhà và nhớ lời Quân nói. Chọn nhầm thì dừng lại đi. Đừng để cuộc đời mình bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của người khác. Mãi nghĩ mà mẹ tôi bế Cubin ra ngồi cạnh từ lúc nào tôi không biết nữa. Thúy này, nghĩ cái gì mà ngồi ngây ra thế con? Thúy! Dạ? Tôi giật mình. Con nghĩ cái gì mà cứ ngồi ngây ra thế? Mẹ! Con ly hôn mẹ nhé. Mẹ tôi ngay lập tức chửi tôi. Mày điên đấy à? Mày bắt đầu dở chứng rồi đấy à? Thằng Tuấn nó làm gì sai? Sao mày cứ lại thi thoảng đòi ly hôn thế con? Con không thể sống cả đời bên cạnh người giả tạo như anh Tuấn được. Nó tốt với mày như thế, mày muốn thế nào nữa? Mày đúng là sướng quá hóa rồ rồi. Mẹ nhìn mặt con đi, anh ấy đánh con đây này. Tại mày nói vớ vẩn, nó nóng lên nó đánh cho chứ sao? Tao nghe nói mày chửi nó là chó đúng không? Đấy, vợ chửi chồng là chó, nó chả đánh cho à? Anh ấy lăng nhăng bổ bịch, anh ấy lừa dối con cả năm nay rồi. Mẹ có hiểu cảm giác bị lừa dối suốt một thời gian dài nó thế nào không mẹ? Con muốn ly hôn, con mệt mỏi lắm rồi. Mày nói gì thì cũng phải có bằng chứng chứ. Mày nói nó ngoại tình, thế bằng chứng đâu hả? Bằng chứng đâu? Con tìm gặp cô gái đấy rồi. Chính cô ta thừa nhận rồi. Mẹ phải tin con chứ, con là con gái của mẹ. Đến mẹ còn không tin con, ai tin con nữa? Mẹ tôi không những bà không hiểu, bà nói nhiều câu khiến tôi chảy nước mắt. Mày dạo này bắt đầu vớ vẩn rồi con ơi. Mai tao bảo thằng Tuấn đưa mày vào viện khám nhá. Không lẽ bệnh trầm cảm của mày nó tái phát à? Mẹ, con hoàn toàn bình thường. Mẹ nói nhiều câu nghe chua xót quá đấy mẹ ạ. Tao bây giờ chẳng tin tưởng được mày. Thôi tốt nhất, mai mày vào viện khám đi cho chắc. Nhỡ phát bệnh rồi lại nghĩ quẩn thì chết. Tôi ngồi yên lặng khóc. Không nghĩ cuộc đời này có lúc như thế này, không một ai hiểu và đứng về phía tôi cả. Chuông điện thoại của tôi vang lên. Alo, cô ra cổng đi, tôi mang thuốc tới rồi đây. Tôi lau nước mắt, chạy ra mở cửa cho Quân. Thấy tôi, Quân cau mày. Cô đang khóc đấy à? Không. Nhìn mắt cô là tôi biết rồi, có chuyện gì buồn sao cô khóc thế? Tôi không sao đâu, anh đừng có quan tâm. À đây, thuốc đây, cô uống ngày 2 lần. Đây là hoa quả tôi mua cho cô đấy, ăn nhiều chút. Cảm ơn anh. Hết bao tiền tôi gửi à? Thôi, không đáng bao nhiêu đâu, tặng cô đấy. Ai lại thế hả? Anh không lấy tiền là tôi không nhận đâu. Quân thở dài nói. Thôi nào, không hiểu sao tôi thấy thương cô. Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, cô ly hôn đi cô ạ. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tôi gật đầu trả lời. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu, cô lưu số tôi vào nhé. Cần thì gọi cho tôi, nhà tôi ở ngay gần đây thôi. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Sự xuất hiện của Quân và anh giúp tôi có thêm niềm tin về cuộc sống. Giữa Quân và tôi có sự đồng cảm, thấu hiểu, cảm thông. Tôi tin tưởng Quân và nhanh chóng coi Quân là người bạn quan trọng của mình. Những lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc, tôi gọi cho Quân, anh ấy cho tôi lời khuyên thật lòng. Anh ấy cố gắng giúp tôi hết sức có thể. Có lúc tôi cảm thấy mình may mắn khi có người bạn như Quân. Quân là người duy nhất tin là tôi không bị trầm cảm. Mới sáng sớm, Quân có mặt ở trước cửa nhà tôi với túi đồ ăn sáng trên tay. Anh dậy sớm vậy à? À, tôi đi tập thể dục. Ngày nào cũng vậy đấy. Tiện tôi mua cho cô đồ ăn sáng này. Trời ơi, anh làm như thế tôi ngại lắm đấy. Có gì đâu mà ngại, chúng ta là bạn mà. Cô cứ cầm đi. À, cảm ơn anh nhiều ạ. Sau đó Quân ngập ngừng hỏi. Cô với chồng cô vẫn tốt chứ? Vâng, tôi với anh ấy thì chưa nói chuyện với nhau. Nói chung là cũng không tốt lắm. Chiều qua tôi thấy anh ta tới nhà cô hàng xóm bên cạnh nhà tôi. Tôi thắc mắc không biết là liệu chồng cô có đang qua lại với cô ta không nữa. Anh ở cạnh nhà Vân Anh à? Cô ta chính là nhân tình của chồng tôi đấy. Quân gật gù nói. Hóa ra là vậy. Giờ tôi mới biết người đàn ông tên Tuấn đó là chồng cô à? Bảo sao tôi thấy anh ta quen quen. Hóa ra tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta với Vân Anh ở ngõ nhà mình. Tôi khẽ cười nhạt. Trái đất tròn thật đấy. Quanh đi quẩn lại quen biết nhau cả. Quân thẳng thắn nói với tôi. Chồng cô tệ vậy sao cô không ly hôn? Cô cứ làm khổ mình đến bao giờ?
Anh ta lấy đứa con uy hiếp tôi. Với lại tôi sợ anh ấy tìm mọi cách giành quyền nuôi hai đứa con của tôi. Tôi sợ lắm anh ạ. Vậy cô tìm đủ bằng chứng ngoại tình của anh ta, tôi nghĩ cách giúp cô cho. Tôi có một người bạn làm luật sư rất giỏi, tôi nhờ anh ta giúp cho cô. Nếu có đủ bằng chứng ngoại tình, tôi có quyền nuôi cả hai đứa con đúng không? Ừ, cũng có thể. Cô cần bổ sung thêm bằng chứng cô bị anh ta bạo hành nữa, như vậy sẽ tốt cho cô. Tôi hiểu rồi. Quân này, anh có thể giúp tôi không? Tôi cần anh giúp tôi việc này. Ừ, cô cứ nói đi. Đằng nào dạo này tôi cũng rảnh, không có việc gì làm. Vì tin tưởng Quân, tôi nhờ Quân theo dõi Mạnh Tuấn và Vân Anh. Vì Quân là hàng xóm với Vân Anh nên để Quân theo dõi, thu thập bằng chứng Mạnh Tuấn và Vân Anh lén lút qua lại với nhau. Quân vui vẻ nhận lời giúp tôi nên tôi mừng lắm. May mắn nhất là khi mọi người quay lưng với tôi thì lại có người bạn tốt và ủng hộ tôi là Quân. Tại nhà Vân Anh, Mạnh Tuấn và Quân ngồi nói chuyện với nhau. Mạnh Tuấn đưa cho Quân cọc tiền. Thưởng thêm cho cậu nhé, làm tốt lắm. Vâng, cảm ơn anh. Giờ chỉ chờ ngày cô ta sập bẫy, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp thôi. Quân thở dài, anh có chút áy náy sâu thẳm trong tâm hồn. Lừa gạt người khác, nói thẳng ra là lừa gạt phụ nữ yếu đuối, Quân thấy không vui. Mặc dù Mạnh Tuấn cho anh rất nhiều tiền, nhưng dù nhiều tiền đến mấy, không thể mua được niềm tin mà Hoàng Thùy tin tưởng anh. Quân nghĩ tới lúc Hoàng Thùy phát hiện ra anh lừa gạt cô, lúc đó Thùy thất vọng lắm. Mặc dù anh thấy áy náy, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, anh khó có thể quay đầu được. Mọi việc của tôi tiến triển thuận lợi lắm. Quân gọi điện thông báo cho tôi anh quay được đoạn video Mạnh Tuấn và Vân Anh thân mật với nhau. Cả những tấm ảnh Mạnh Tuấn ôm hôn Vân Anh tình cảm nữa. Đó là những bằng chứng quan trọng với tôi trong cuộc chiến này. Thế nhưng khi tôi bảo Quân gửi những tấm ảnh video thân mật cho tôi, Quân nói ngày mai anh gửi vì điện thoại của anh đang gặp vấn đề. Tôi tin tưởng Quân nên không nghi ngờ gì. Mai gửi cũng đâu có sao. Ngày đó, tôi với Tuấn cãi nhau kịch liệt về cái chuyện Mạnh Tuấn đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Trước đó tôi nhận tin nhắn của Quân thông báo Tuấn đang ở nhà Vân Anh, nên khi Tuấn nói dối tôi anh đi giải quyết công việc, tôi nổi điên lên. Đấy bây giờ anh lươn lẹo à? Rõ ràng anh đi gặp Vân Anh, giờ anh nói anh đi công việc á? Tôi đi công việc thật, cô không tin thì mặc cô. Anh đừng tưởng tôi ở nhà tôi không biết gì, tôi biết hết đấy. Anh đừng có lươn lẹo làm gì. Ly hôn đi, tôi muốn ly hôn. Cãi nhau một hồi, Mạnh Tuấn hạ giọng xin lỗi. Thôi được rồi, là anh sai được chưa? Anh xin lỗi. Anh từng thề với tôi anh chấm dứt với Vân Anh để chúng ta làm lại từ đầu. Kết quả thì sao? Anh qua lại với nó sau lưng tôi, anh lấy cái gì ra mà thề? Mạnh Tuấn tiếp tục thề thốt. Lần này nhất định anh chấm dứt với cô ta. Em tha thứ cho anh một lần nữa đi. Anh giải quyết hết chuyện này rồi quay về bên vợ con, anh thề đấy. Tôi quá mệt mỏi với lời thề của anh thề làm cái gì? Thôi nào, anh xin em. Xin em tin anh một lần được chưa? Tôi im lặng trước những lời thề thốt của chồng. Tôi nghĩ bụng để xem anh ta có làm được không. Tôi cho anh ta thêm một tuần để chấm dứt với Vân Anh. Một tuần sau, nếu anh ta chưa chấm dứt với Vân Anh, tôi làm đơn ly hôn, chính thức bắt đầu cuộc chiến với anh ta. Chiều hôm sau, cô gọi điện cho tôi. Chồng cô vừa tới nhà Vân Anh đấy. Anh theo dõi giúp tôi nhé. Nhớ chụp lại ảnh của họ cho tôi nữa. Ừ, tôi biết rồi. Thế nhưng một lúc sau cô gọi điện cho tôi, giọng nói hoang mang lo lắng. Vân Anh gặp chuyện rồi cô ơi. Tôi thấy tiếng đập đồ hét lên thất thanh của Vân Anh. Không lẽ chồng cô đánh cô ta? Vậy á, anh thấy có gì lạ không? Chết rồi. Sao thế, anh nhìn thấy gì vậy? Tôi thấy Vân Anh nằm giữa sàn. Trông cô ta giống người chết lắm. Không biết chuyện thực hư thế nào nhỉ? Anh nói cái gì cơ? Hình như Vân Anh bị hại chết đấy Thùy ạ. Anh có nhìn nhầm không? Sao cô ta bị hại chết được? Hình như Tuấn đâm chết cô ấy. Không, không thể. Chồng tôi sao lại có thể giết người được? Anh ta đang ra cổng đi về. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đó đi Thùy ơi. Ba mẹ con cô hãy rời khỏi đó đi. Không thể, không thể. Anh có nhìn nhầm không? Tôi không nhầm đâu. Cô mau đưa con cô rời khỏi căn nhà đó đi. Quân tắt máy. Tôi hoang mang toàn thân run bần bật. Không lẽ lời Quân nói là đúng à? Mạnh Tuấn giết Vân Anh rồi á? Tôi nhớ lại những lời Mạnh Tuấn nói. Vân Anh cài bẫy anh ta. Anh giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp rồi quay về với vợ con. Giết Vân Anh
là cách giải quyết êm đẹp, Mạnh Tuấn nói à? Tôi chạy lại mở ngăn tủ ra, thấy trong ngăn kéo có một khẩu súng. Trời ơi, súng à? Tuấn để súng ở đây từ khi nào chứ? Không được, tôi phải nhanh chóng đưa con ra khỏi đây. Nhưng tôi vừa bế con ra cửa, xe ô tô của Tuấn về. Tôi cuống quá, chạy vào trong nhà chốt cửa lại. Tôi hoảng sợ, nghĩ tới việc anh ta giết chết Vân Anh, tôi càng hoảng sợ. Chết rồi, nhỡ anh ta giết mình và hai con thì phải làm sao? Tôi chạy lại ngăn tủ cầm khẩu súng và chĩa về phía cánh cửa. Ở bên ngoài, Mạnh Tuấn gọi cửa. Thúy ơi, mau mở cửa ra đi. Tôi sợ hãi không dám mở, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Em làm gì trong đó, mau mở cửa ra, mở cửa ra mau lên. Tôi hoảng sợ cầm khẩu súng, mà tôi cứ run lật bật, không biết phải làm sao nữa. Mở cửa tôi không dám, mà tiếng đập cửa càng lúc càng nhiều. Tôi bắt đầu hoảng loạn, mất kiểm soát trước hành động của mình. 15 phút sau, cái cửa bị phá tung ra. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chĩa súng về phía cánh cửa trước sự kinh ngạc của Tuấn. Thùy, em định làm gì thế? Tôi hoang mang khi thấy Tuấn và rất nhiều cảnh sát đứng ở trước cửa nhà. Còn tôi đang cầm súng chĩa về phía họ. Chắc không nói, mọi người đoán được kết quả. Tôi bị cảnh sát khống chế rồi còng tay đưa đi. Còn Mạnh Tuấn vội đón mẹ tôi tới để trông nom hai đứa bé. Tôi trở thành kẻ tội đồ mắc bệnh trầm cảm, sử dụng vũ khí trái phép. Khi bị bắt tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, tôi biết mình bị Quân lừa. Vân Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị Tuấn đâm chết như lời Quân nói. Buổi chiều đấy, Tuấn làm việc ở công ty, không hề tới gặp Vân Anh. Có tất cả mọi người ở công ty làm chứng. Tôi nói với cảnh sát tôi muốn gặp Quân, yêu cầu cảnh sát hãy bắt giữ Quân để điều tra, vì tôi nghi có chuyện mờ ám. Nhưng cảnh sát không đồng ý, bởi tôi từng bị trầm cảm và phải điều trị mấy tháng liền. Cảnh sát cho rằng bệnh trầm cảm của tôi đang tái phát nên tôi hoang mang như vậy thôi. Nên tất cả những lời tôi nói đều không có hiệu lực. Tôi được đưa đi bệnh viện chữa bệnh trầm cảm, có cảnh sát canh giữ cẩn thận. Tôi liên tục nói với mọi người tôi không bị trầm cảm, nhưng không ai tin tôi. Tôi càng cố giải thích, họ càng tin tôi bị trầm cảm thực sự. Tôi thấy quá tuyệt vọng, niềm tin duy nhất của tôi bị dập tắt ngấm rồi. Mạnh Tuấn ở nhà, anh nhanh chóng làm đơn ly hôn với Hoàng Thùy. Anh nói anh không thể sống cùng một người suốt ngày suy nghĩ viển vông những chuyện không có thực, có phần hoang tưởng như vậy. Dựa vào tình trạng hiện tại của Thùy, đương nhiên quyền nuôi hai đứa thuộc về anh. Tuấn đang ý lắm, bởi kế hoạch của anh ta thành công đúng như anh ta mong đợi. Tôi điều trị trong bệnh viện được nửa tháng. Phải nói là tôi bị bắt điều trị bệnh chứ tôi hoàn toàn bình thường. Bệnh trầm cảm của tôi được chữa khỏi hơn một năm trước rồi. Nhưng tôi không thể giải thích vì không một ai nghe tôi nói cả. Không có cách nào, tôi ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ở đây. Chỉ có như vậy tôi mới nhanh được ra viện. Chiều nay mẹ tôi vào thăm, nhưng tôi thực sự không muốn gặp mẹ. Tôi gặp mẹ chỉ vì muốn biết tình hình hai đứa con của mình. Mẹ tôi thở dài khi nhìn thấy tôi. Biết ngay bệnh cũ tái phát rồi. Đang yên ổn thì bệnh tái phát, mệt mỏi thật đấy. Con biết ngay mẹ sẽ nói câu đấy mà. Sự thật đúng là thế, mẹ định cãi làm sao được. Con không có chối cãi, con chỉ thấy thất vọng thôi. Tao không đôi co với mày làm gì cả. Bệnh của mày thôi thì tự lo đi con ạ. Lúc nào rảnh ấy, tao vào chơi với mày. Chứ giờ tao bận, không trông nom mày được đâu. Con tự lo được ạ. Con chỉ muốn biết tình hình của Cubon với Cubin thôi mẹ. Hai đứa ở với bố nó, mày lo cái gì? Nghe nói lần này thằng Tuấn làm đơn ly hôn rồi đấy. Nó nhận nuôi cả hai đứa, thủ tục chắc cũng sắp xong rồi. Mẹ nói gì? Tuấn làm đơn ly hôn á? Sao anh ta không thông báo cho con biết? Thế bây giờ đối với người vợ mắc bệnh trầm cảm như mày thì không cần phải thông báo, nó tự giải quyết được. Khốn nạn, anh ta nhân cơ hội này giành quyền nuôi con của con đấy. Tôi gắt ầm lên. Bác sĩ đưa tôi về phòng bệnh và bảo mẹ tôi về đi. Mẹ anh Tuấn, anh là thằng khốn nạn. Anh lên kế hoạch từ trước để đẩy tôi vào đây. Khốn nạn. Giờ ngồi đây nghĩ lại, Vân Anh từng nói với tôi mẹ anh Tuấn lên kế hoạch để ly hôn và giành quyền nuôi đứa con. Vân Anh nói đúng, chỉ là tôi không ngờ anh ta khốn nạn tới mức này. Và Quân là một con cờ mà Mạnh Tuấn thuê để tiếp cận và gài bẫy tôi thôi. Tôi thấy mình quá ngu ngốc khi tin những lời Quân nói. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Trong đầu tôi bắt đầu có ý nghĩ trốn khỏi bệnh viện này. Nửa đêm tranh thủ lúc mọi người đi ngủ hết, tôi chạy xuống tầng rồi tìm cách trèo tường trốn ra ngoài. Tôi chạy thẳng về nhà, nhưng căn nhà của chúng tôi khóa cửa bên ngoài. Không biết Mạnh Tuấn đưa hai đứa con của tôi đi đâu. Không tìm được con tôi vô cùng hoảng sợ. Bon ơi, Bin ơi, các con đâu rồi chứ? Không tìm được con, tôi chạy sang nhà Vân Anh. Cô ta cũng dọn đi nơi khác. Tôi tuyệt vọng ngồi khóc nức nở. Một lúc sau tỉnh táo hơn, tôi nhìn sang nhà Quân, cửa chốt bên trong. Vậy là anh ta có nhà rồi. Đồ khốn, tôi sẽ tính sổ với anh. Tôi trèo qua cổng đi vào nhà Quân. Không hiểu sao lúc này tôi thấy bản thân mình mạnh mẽ như vậy. Cánh cổng nhà Quân cao như vậy, tôi trèo qua được. Đi vào phòng khách, thấy chai bia Quân để trên bàn. Tôi cầm theo rồi đi tìm phòng ngủ của Quân. Tôi đập cửa rầm rầm rồi gọi: Quân, mở cửa ra, mở cửa ra. Quân mắt nhắm mắt mở. Anh ta nói giọng ngái ngủ: Ai đấy? Tôi cầm chai bia đập thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta giật mình lo sợ. Chai bia vỡ tan tung tóe. Trong lúc anh ta chơi với, tôi cầm cổ chai bia vỡ dí vào cổ anh ta. Thằng chó này, mày thông đồng với thằng Tuấn, mày gài bẫy tao, mày mau chết đi. Quân lúc này hoàn hồn, anh ta đứng im nói: Thùy à, tôi xin lỗi cô. Tôi nghiến răng nghiến lợi: Quá muộn rồi, rồi anh xin lỗi tôi quá muộn rồi. Mấy người là lũ khốn nạn, tôi hận các người. Tôi xin lỗi cô. Tôi cứa vết dài trên cổ anh ta, máu chảy từng giọt từng giọt. Giờ tôi là người mắc bệnh tâm thần, bị trầm cảm, nên giờ tôi giết anh tôi cũng không sao đâu nhỉ. Chính anh tự đẩy mình vào chỗ chết, anh mau chết đi. Quân ngập ngừng rồi nói: Tôi có thể chuộc lỗi với cô không? Tôi nhếch mép: Chuộc lỗi à? Đúng, tôi muốn chuộc lỗi với cô. Mấy ngày hôm nay tôi day dứt không yên, tôi cảm thấy có lỗi với cô. Tôi mới ở lại đây chờ cô, vì tôi biết cô nhất định quay lại tìm tôi. Anh chờ tôi quay lại á? Anh cảm thấy có lỗi với tôi á? Anh lại bắt đầu lừa gạt tôi đấy à, đồ khốn này. Cô bình tĩnh đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Tôi có đầy đủ bằng chứng ngoại tình và kế hoạch ly hôn của Mạnh Tuấn. Anh vừa nói anh có đủ bằng chứng và kế hoạch ly hôn á? Đúng đúng đúng, chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện nhé. Tôi không tin, anh lừa tôi. Cô bình tĩnh lại đi. Nếu tôi không chờ cô nghĩ tôi ở đây để chờ chết à? Nếu tôi không nói thật, tôi đã đi nơi khác rồi. Sao để cô tìm được tôi dễ dàng như vậy? Quân nói đúng. Nếu anh ta không chờ tôi quay lại, anh ta cao chạy xa bay rồi. Chẳng đời nào ở đây chờ chết như vậy. Mạnh Tuấn và cả Vân cũng đi nơi khác để tránh mặt tôi. Quân thì không chuyển đi. Không lẽ anh ta cảm thấy hối hận? Tôi hạ giọng nhìn anh ta với hy vọng cuối cùng. Anh nói thật không? Liệu tôi tin anh lần nữa được không? Tôi nói thật mà, cô tin tôi đi. Giờ ngoài hy vọng vào anh ta, tôi không thể hy vọng vào ai nữa. Tôi đành thở dài rồi đi cùng anh ta ra phòng khách. Anh nói có bằng chứng. Bằng chứng đâu? Đây. Quân mở điện thoại. Trong điện thoại của anh ta có nhiều bức ảnh tình cảm của Mạnh Tuấn và Vân Anh. Cả video rõ nét nữa. Chưa hết đâu, cô sẽ bất ngờ khi xem cái này. Quân mở cho tôi xem đoạn chat giữa Quân và Mạnh Tuấn. Trong đoạn chat, tôi nói chi tiết cho Quân nghe kế hoạch gài bẫy tôi để dồn tôi vào đường cùng. Anh ta lên kế hoạch rõ ràng để đánh lừa tôi, để mọi người nghĩ tôi bị trầm cảm. Khi tôi sập bẫy, anh ta chủ động ly hôn với tôi. Đương nhiên quyền nuôi con thuộc về anh ta nữa. Đồ khốn nạn, Quân nói. Tôi cố ý giữ lại tất cả, hy vọng có thể giúp được cô phần nào. Thùy, tôi xin lỗi, tôi thực lòng xin lỗi cô. Tôi đã nguôi ngoai phần nào. Tôi cười vô vị rồi nói: Liệu tôi có thể giành lại quyền nuôi con không? Tôi thực sự không đủ niềm tin Quân à? Quân nhìn tôi rồi nói: Tôi sẽ cố gắng giúp cô, coi như để chuộc lỗi với cô. Cô tin tưởng tôi thêm một lần nữa nhé. Tôi với Quân móc nối với nhau để đánh lừa Tuấn. Cách duy nhất để anh ta bị cảnh sát bắt, tôi phải chứng minh anh ta là kẻ vũ phu. Quân lái xe đưa tôi tới trước cổng nhà mới của Tuấn và Vân Anh. Nhà anh ta đây, cô sẵn sàng chưa? Ừ, tôi sẵn sàng. Anh nhớ quay lại cẩn thận và rõ ràng vào nhé. Tôi biết rồi. Theo kế hoạch,
Tôi sẽ đi xuống cổng và gọi Tuấn ra nói chuyện. Quân ngồi trên xe, dùng điện thoại quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi với Tuấn. Tôi bắt đầu bấm chuông cổng. Đầu tiên, Vân Anh ra mở cổng. Nhìn thấy tôi, cô ta thay đổi sắc mặt. Hoàng Thùy, sao cô ở đây? Chẳng phải cô đang ở bệnh viện điều trị trầm cảm à? Tôi có bệnh đâu mà phải điều trị. Tuấn đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Cô tìm anh ấy có việc gì? Không nhẽ cô muốn quay lại với anh ta à? Tôi chỉ muốn thương lượng với anh ta về hai đứa con. Một kẻ trăng hoa như anh ta tôi không cần. Anh ta sẽ vẫn là của cô. Cô tình níu kéo anh ấy về bên cô chứ gì. Tôi lạ gì cô nữa. Thôi cô bỏ ngay cái suy nghĩ đi. Tôi không níu kéo anh ta. Người đàn ông sống giả tạo, lừa gạt tất cả mọi người như anh ta tôi đây không cần. Của cô hết đấy. Cô giữ lấy mà dùng. À quên, anh ta còn vũ phu, hay đánh đập bạo hành vợ con. Nên khi sống với anh ta, cô phải cẩn thận đấy. Kẻo có ngày, anh ta tìm cách đẩy cô vào viện tâm thần đấy. Cô hãy lấy tôi ra mà làm gương. Tôi cố tình bóc mẽ Tuấn trước mặt Vân Anh, chủ yếu để Quân quay lại hết toàn bộ những cảnh ấy. Vân Anh không nói gì mà đi thẳng vào gọi Tuấn. Chồng ơi, Thùy tìm anh này, cô ta đứng ở ngoài cổng kia kìa. Tuấn cau mày, chẳng phải cô ta đang trong viện à? Em biết đâu, chồng ra cổng mà xem. Tuấn đi ra, thấy Hoàng Thùy, anh ta lừ mắt hỏi. Sao cô tới đây? Cô trốn viện đấy à? Tôi có bệnh gì đâu. Tôi muốn gặp hai con. Anh cho tôi vào gặp con đi. Tuấn nhất quyết không cho. Cô mau biến đi, từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hai đứa. Tôi cấm cô đấy. Anh bị làm sao thế? Tôi là mẹ của hai đứa. Anh không có quyền cấm đoán mẹ con tôi gặp nhau. Anh mau tránh ra đi, tôi muốn gặp con tôi. Cô cút đi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Hai đứa con nhỏ, tôi có quyền nuôi dưỡng chúng. Anh đừng có vô lý như thế chứ. Cô không có quyền gì cả. Từ nay về sau, tôi không bao giờ cho cô gặp lại hai con đâu. Cô nhớ rõ lấy. Bây giờ thì cô cút đi. Không, tôi muốn gặp con, anh tránh ra. Tôi với Mạnh Tuấn giằng co một hồi trước cửa nhà. Tuấn tức điên lên, anh ta kéo tôi ra không được. Anh ta lao vào bóp cổ tôi. Vừa bóp cổ, anh ta vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa tôi thậm tệ. Cô đĩ này, tao nói mày cút xa hai con tao ra, sao mày cố chấp thế? Tôi xin anh, tôi là mẹ hai đứa. Anh đừng cấm cản mẹ con tôi. Tuấn nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt cổ tôi. Cút ngay, mày tin tao giết mày không con đĩ này? Tôi có làm gì đâu. Anh ngoại tình hết người này người nọ, tôi nói gì đâu. Sao anh cứ tìm cách chia rẽ mẹ con tôi, để tôi vào đường cùng thế? Vì tôi ghét cô. Tôi van xin anh đấy. Tôi cố tình ra vẻ đáng thương van xin. Mạnh Tuấn đẩy tôi ngã lăn ra đất. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi. Cút ngay. Cô còn tới đây lần nào nữa tôi giết cô đấy. Đây là lần cuối cùng tôi tha mạng cho cô. Cô nhớ rõ chưa? Mạnh Tuấn nói xong, anh ta bỏ vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi mỉm cười, nằm úp mặt xuống đất. Tôi lấy lọ máu nhỏ tôi để sẵn trong túi quần, đổ lên cổ và ngực mình. Sau đó tôi lảo đảo đứng dậy, quay mặt về hướng Quân cầm điện thoại quay, để Quân quay rõ tôi trong bộ dáng tơi tả, đi đứng loạng choạng, máu ướt thấm cổ và ngực áo. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tôi đi ra chỗ Quân đang đứng. Anh quay rõ không? Ừ, rất rõ. Lần này anh ta phải trả giá cho những sai lầm của anh ta. Cảm ơn anh giúp tôi. Quân thở dài nhìn tôi. Cô không trách tôi là tôi biết ơn cô rồi. Mạnh Tuấn là người mưu mô xảo quyệt, cô phải cẩn thận đấy. Ừ, tôi biết rồi. Chúng ta về thôi. Quân chở tôi về cổng bệnh viện, rồi anh đi. Tôi đi vào trong, mọi người nhốn nháo lên tìm tôi. Thấy tôi về, chị y tá lo lắng khi thấy cổ tôi đầy máu. Thùy ơi, em sao thế này? Sao ra nông nỗi này? Dạ, em nhớ con nên em về tìm con. Em xin lỗi ạ. Thôi thôi thôi, vào đây, chị xem vết thương cho nào. Sao lại chảy nhiều máu thế này? Ai gây ra thế chứ? Anh Tuấn không cho em vào thăm con, còn đánh em và bóp cổ em. Em không thể hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Sao lại có người chồng khốn nạn như thế? Sao nó đối xử với em như vậy? Dù gì em cũng là mẹ hai đứa. Sao em lại khổ như thế hả Thùy? Tôi bật khóc nức nở, khiến chị y tá cũng càng thêm xót xa. Mọi việc xong xuôi, tôi tắm giặt rồi lên giường nằm nghỉ. Từ ngày mai, mọi chuyện thay đổi. Tất cả mọi người biết bộ mặt thật của người chồng quốc dân mang tên Mạnh Tuấn. Anh ta sẽ phải trả giá thôi.
Buổi sáng, Tuấn và Vân Anh dậy chuẩn bị đi ăn sáng. Tuấn dặn dò cô giúp việc. Dì nấu cháo cho Bon với Bin ăn nhé. Vâng, tôi đang nấu cháo rồi ạ. Tôi đi làm, dì ở nhà trông hai đứa cẩn thận. Đừng để bất cứ ai vào nhà, nhất là Hoàng Thùy. Cô ta mà tới không cho vào nhà. Tuyệt đối không được để cô ta gặp hai đứa, dì nghe rõ chưa? Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Tuấn thấy Vân Anh đi ra ngoài cửa, anh ta nói nhỏ với giúp việc. Dì để ý Vân Anh, xem cô ta có thực sự thương hai con của tôi không. Tôi không tin vào tình thương của một người mẹ kế. Dì chú ý giúp tôi nhé, tôi sẽ thưởng. Vâng, tôi sẽ chú ý ạ, cậu cứ yên tâm đi. Ừ, tôi đi làm đây. Tuấn ra ngoài chỗ Vân Anh. Em yêu à, đi ăn sáng thôi. Lát anh tới công ty luôn, em gọi taxi về nhé. Vâng, ok anh. Tuấn và Vân Anh đi ăn sáng xong, Tuấn tới công ty, còn Vân Anh vẫy taxi đi về nhà. Vân Anh thấy dì giúp việc đang cho Bon và Bin ăn sáng. Hai đứa nhỏ nô đùa chạy quanh phòng. Hai cái đứa này ở Mỹ ít thôi nào, lúc nào cũng như cái chợ vỡ ấy. Dì giúp việc liền gọi, Bon ơi Bin ơi, lại đây với bà. Hai đứa lại gần dì giúp việc, nhưng cứ trí chóe liên tục. Vân Anh thở dài rồi đi về phòng. Không hiểu anh Tuấn kiểu gì nhỉ, đòi nuôi cả hai đứa. Để thằng Bin cho mẹ nó nuôi thì chết à? Đúng là cái đồ ích kỷ. Rồi mình đẻ hai đứa nữa là bốn đứa, bọn nó ồn ào ở Mỹ suốt ngày thế này. Ôi trời đất ơi, mệt mỏi quá đi. Rồi cô bất chợt nhớ ra cô chậm kinh 10 ngày. Vân Anh xem lịch rồi thốt lên. Thôi chết, có khi nào mình có em bé nhỉ? Vân Anh đứng dậy, cô đi ra đầu ngõ mua que thử thai. Cả hai que đều lên hai vạch. Vân Anh sung sướng nhảy cẫng lên. Ôi, vậy là mình có thai này, mình sắp được làm mẹ này. Cô đi ra phòng khách quát dì giúp việc và hai đứa nhỏ. Dì ơi, dì không quát bọn nó, cho bọn nó câm cái mồm vào đi. Suốt ngày nô đùa ở Mỹ. Bây giờ tôi mang thai rồi, ồn ào thế này tôi làm sao nghỉ ngơi được. Ôi, vậy à, chúc mừng cô. Vậy cô vào phòng đóng cửa lại, cửa cách âm đấy cô. Tôi không thích đóng cửa, tôi thích mở cửa ra. Dì sao cứ ý kiến thế nhở? Hay là tôi đuổi việc dì nhá? Dì giúp việc im lặng không nói gì. Tới khi Vân Anh vào phòng, dì giúp việc gọi điện cho Mạnh Tuấn. Mách rằng ở nhà Vân Anh hay quát dì và hai đứa nhỏ. Trái ngược hoàn toàn so với lúc có Mạnh Tuấn ở nhà. Mạnh Tuấn thì vốn cưng chiều hai con trai, nên khi nghe dì giúp việc nói Vân Anh dở thói dì ghẻ con chồng, anh bực mình lắm. Mẹ kiếp, đúng như mình suy đoán, dì ghẻ mãi mãi là dì ghẻ, không bao giờ trở thành mẹ được. Thế mà lúc nào cô ta cũng mở mồm nói em thương các con, muôn phần giả tạo mà. Tuấn đang bực mình, tin nhắn của Vân Anh tới kèm hình ảnh que thử thai. Chồng yêu ơi, vợ có thai. Mạnh Tuấn nghĩ, bây giờ cô ta chưa có con, cô ta quắt quéo con mình như vậy, để khi cô ta sinh con ra, chắc chắn ghét con mình như bát nước đổ đi đây mà. Tuấn không trả lời, anh cũng không gọi lại. Tới khi Vân Anh gọi điện để báo cho anh biết cô có thai, anh không thèm bắt máy. Vân Anh cứ thấp thỏm chờ đợi. Tới tối Mạnh Tuấn về, cô ta ôm cổ anh thủ thỉ. Chồng ơi, vợ có thai rồi đấy. Ngay lập tức, Mạnh Tuấn lạnh lùng. Có thì bỏ đi. Vân Anh không tin, cô hỏi lại. Anh nói gì cơ? Em đi giải quyết đi, giờ không phải là lúc có thai. Vân Anh hoàn toàn sốc, cô gắt lên. Tuấn, anh có biết anh nói gì không đấy? Sao anh nói ra những câu như thế? Vậy là giết con của chúng ta. Sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Bây giờ chưa phải lúc, bây giờ Bon với Bin còn nhỏ như thế kia. Chúng ta nuôi dạy hai đứa khôn lớn đã rồi tính sau. Mạnh Tuấn nói xong, anh ta ra chỗ cu Bin rồi bế nó lên định nọt âu yếm. Bin của bố, Bin đẹp trai nhất nhà nào, Bin ăn gì bố mua cho con. Vân Anh tức lồng lộn lên. Anh chỉ muốn nuôi con của anh ấy thôi, còn con mình, anh ấy bắt mình đi phá à? Khốn nạn mà. Mấy ngày hôm sau, Vân Anh cố tình lờ chuyện Mạnh Tuấn bắt cô đi phá thai, nhưng Mạnh Tuấn cương quyết bắt cô đi phá thai bằng được. Mai chủ nhật rồi, em đi giải quyết đi, đừng để lâu quá không tốt đâu. Thai được 1 tháng rưỡi rồi anh, hay mình giữ con lại đi ạ? Không, anh quyết rồi, bỏ là bỏ. Em đừng nói nhiều nữa nhé, mai đi giải quyết luôn đi. Vân Anh bật khóc, cô cố gắng năn nỉ giữ đứa bé lại, nhưng Mạnh Tuấn nhất quyết không đồng ý. Cô chỉ biết lặng lẽ khóc trong bất lực. Tối đấy Vân Anh nằm lướt điện thoại. Cô với Mạnh Tuấn không nói chuyện với nhau câu nào vì cô buồn lòng. Cô rất buồn khi nghĩ ngày mai cô phải đi phá thai.
đang lướt mạng, cô dừng lại trước đoạn video. Vân Anh ngạc nhiên khi trong video có đoạn Tuấn và Thùy, hai người cãi vã ở ngoài cổng. Cô ngồi dậy, ra ngoài phòng khách gọi Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Có chuyện gì thế? Anh xem này. Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ta há hốc mồm. Chuyện quái gì vậy? Video anh đánh bóp cổ Hoàng Thùy này, cả những lời đe dọa chị ta đã được chia sẻ trên mạng đấy. Rốt cuộc thế này là sao? Tuấn bắt đầu lo lắng. Anh ta đứng ngồi không yên. Ai quay video đó? Là ai chứ? Đoạn video Tuấn bạo hành vợ tràn lan trên mạng. Hình ảnh người chồng quốc dân hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi người ai cũng sốc. Họ không tin được họ bị lừa suốt thời gian qua. Rồi ngay sau đấy, hình ảnh Tuấn ngoại tình được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Mọi người đổ xô vào trang cá nhân của Tuấn, chửi anh ta rất nhiều. Nhiều người kích động còn đe dọa. Nếu anh đánh vợ một lần nữa, họ không tha cho anh, khiến anh phải khóa Facebook lại. Tuấn bị mọi người tẩy chay khi những chuyện ngoại tình, những vụ bạo hành vợ cũ, cả chuyện anh cố tình gài bẫy đưa vợ vào bệnh viện điều trị tâm thần, mà thực tế vợ anh không bị bệnh. Tuấn đang là người hoàn hảo trong mắt mọi người, giờ hình ảnh tốt đẹp sụp đổ, thay vào đó sự giả tạo dối trá, lừa gạt tất cả mọi người. Trước sức ép dư luận quá lớn, công ty anh đang làm việc quyết định chính thức dứt hợp đồng với anh. Mất việc làm, Tuấn ở nhà không dám thò mặt ra đường. Ngày ra tòa cũng cận kề rồi. Với tình hình này, anh khó nhận nuôi hai đứa được. Vân Anh nhân cơ hội Tuấn đi gặp rắc rối, cô quyết giữ đứa con trong bụng. Tuy nhiên, cô cũng không thể qua mặt được Tuấn. Vân Anh, em chưa giải quyết cái thai à? Vân Anh ngập ngừng. Em... Tuấn trợn trừng mắt lên. Bây giờ em coi lời anh nói không ra gì đúng không? Anh ơi, chúng ta giữ đứa bé lại đi anh. Không được. Sao lại không được? Tình hình vợ anh hiện tại, anh không thể nhận nuôi cả hai đứa nữa. Nên em muốn chúng ta giữ lại đứa bé. Với tình hình này, càng phải bỏ đứa bé đi. Em không hiểu à? Với sức ép này, sao có thể sinh nó ra được chứ? Vân Anh bật cười thất vọng. Anh sợ sức ép dư luận ảnh hưởng tới anh. Anh quyết bắt em phá thai. Sao anh ích kỷ như thế? Cô nói anh ích kỷ cơ. Em nói anh chôn gì nữa. Anh là kẻ ích kỷ, hèn nhá. Anh làm nhưng không dám chịu. Em thật là thất vọng với anh. Mạnh Tuấn đấm thẳng vào mặt Vân Anh khi cô ngã ngửa ra phía sau. Vân Anh kêu gào ầm lên. Anh điên à? Tôi đang mang thai. Sao anh có thể tàn nhẫn với vợ con anh như thế? Cô câm mồm đi. Tôi với cô là vợ chồng khi nào? Cô đừng nhận vơ nữa. Đủ khốn nạn. Bây giờ anh muốn trốn tránh trách nhiệm với mẹ con tôi à? Chắc gì đứa bé là con tôi. Có khi của thằng khác cũng nên. Cái loại đàn bà dâm đãng như cô, khác gì đồ công cộng đâu. Vân Anh uất ức khi thấy Tuấn vũ phàng hất cô đi như vậy. Cô gào khóc, bắt đầu ân hận khi bỏ tất cả để chạy theo anh ta. Giờ đây mọi chuyện vỡ lở, anh ta muốn đánh cô, đá cô xa đi như vậy à? Còn tôi đi taxi tới đón Bin và Bon. Lần này gặp tôi, Tuấn không cấm cản tôi nữa. Anh ta mở cổng cho tôi, rồi giọng nói tử tế. Em tới thăm con à? Tôi đón hai đứa về bên nhà một thời gian. Em vào đi, hai đứa đang đợi đấy. Vào nhà, tôi thấy Vân Anh ngồi ở phòng khách với khuôn mặt bầm tím. Cô ta bị Tuấn đánh à? Tôi không nói gì. Tôi vào phòng thu dọn quần áo của hai đứa, rồi đưa hai đứa đi. Tuấn không thể ngăn cản tôi đón con, vì bây giờ nhất cử nhất động của ba mẹ con tôi được dư luận quan tâm đặc biệt. Tuấn không thể chia cắt mẹ con tôi. Với lại anh ta bắt đầu có ý nghĩ muốn quay lại đoàn tụ với ba mẹ con tôi. Anh ta muốn mọi người bỏ qua tội lỗi của anh ta. Anh ta muốn lôi ba mẹ con tôi ra tòa xoa dịu dư luận. Mạnh Tuấn đúng xứng danh người đàn ông khôn ngoan, giả tạo bậc nhất. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc mà quay lại với anh ta chứ. Tôi đưa hai con về nhà mà tôi thuê. Tôi tự mình chăm sóc hai con mà không cần mẹ đẻ tôi chăm hộ. Bởi tôi không đủ lòng tin vào một người mẹ sống chỉ biết tới tiền, tin vào con rể mù quáng như bà ấy. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Tuấn bị trả giá, còn tôi được cộng đồng mạng giúp đỡ rất nhiều tiền, tìm được công việc tốt nữa. Tôi thuê bảo mẫu đưa đón con đi lớp, rồi tôi đi làm kiếm tiền. Cuộc sống tuy vất vả đấy, nhưng tối về tôi được quây quần bên con. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Nhận được thông báo mà lên tòa án giải quyết vấn đề ly hôn,
Tôi nửa mừng, nửa lo. Mừng vì tôi sắp chấm dứt với người chồng tệ bạc như anh ta. Lo vì tôi sợ tôi không được quyền nuôi hai đứa. Quân nói anh ta giúp tôi, người bạn làm luật sư của anh ấy giúp tôi có đủ điều kiện để nuôi hai con. Nhưng tôi vẫn lo lắm. Mạnh Tuấn sau khi bị đuổi việc, anh ta đi tìm việc mới nhưng chưa được nhận. Họ nhìn thấy anh ta là họ từ chối không nhận luôn. Không tìm được việc làm. Về nhà, anh thấy Vân Anh ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Điên quá anh ta gắt lên. Vân Anh, sao cô chưa đi? Tôi bảo cô dọn quần áo, đi ra khỏi nhà tôi cơ mà. Vân Anh khó chịu. Anh sao thế? Anh đuổi em đi, em biết đi đâu bây giờ? Cô đi đâu mặc xác cô, tôi không quan tâm. Cô mau đi đi. Em không đi. Anh muốn đuổi em, để anh tìm cách níu kéo con Hoàng Thùy chứ gì. Cô đi đi, đừng có nói nhiều nữa. Em đang mang thai con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm đuổi em đi như thế? Tôi đã nói cô đi phá nhưng cô không nghe. Bây giờ cô phải chịu thôi. Cô mở mồm ra kêu ca cái gì nữa? Biến ra khỏi nhà tôi. Anh đúng là kẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp đấy Tuấn à. Kẻ khốn nạn như anh không bao giờ có kết cục tốt đâu. Anh đã bị nghiệp quật đấy. Anh không sống tử tế được à? Cô im mồm đi. Tôi nói đúng mà. Rõ ràng anh bị nghiệp quật. Anh trắng tay rồi. Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi. Vì anh thất bại mà tôi vẫn ở bên cạnh anh đấy Tuấn à. Mạnh Tuấn tức điên lên. Anh ta giơ tay tát cho Vân Anh một cái phát trời giáng. Vì gặp con đĩ như mày, cuộc đời tao mới thất bại đấy. Mày cút ngay, không tao giết chết mày bây giờ. Vân Anh ngã ra sàn nhà. Trong lúc đang choáng váng, Mạnh Tuấn cầm chân cô, kéo lê cô ra ngoài cửa. Vân Anh không tưởng tượng nổi, sao cô lại bị chính người đàn ông mà cô thương đối xử tàn nhẫn thế này. Bị kéo sồng sộc ra cửa, Vân Anh đau đớn ê ẩm khắp người, toàn thân choáng váng. Cô bám chặt vào cánh cửa. Tuấn không kéo nổi nữa. Cô lùm cùm bò dậy. Tuấn liên tục chửi rủa cô. Đi ra khỏi nhà tao, mau lên. Vân Anh lúc này phẫn nộ lên tới đỉnh điểm. Cô ta gào lên. Thằng khốn, tao nguyền rủa mày. Ra đường ô tô đâm chết, chết không toàn thây. Mạnh Tuấn lao vào đánh Vân Anh. Vân Anh vì tức quá hóa giận, cô chạy thẳng vào bếp. Ngay lập tức Tuấn đuổi theo. Nhưng anh ta không ngờ Vân Anh chạy vào bếp. Cô cầm con dao ở trên bàn, rồi quay người lại, chém liên tiếp vào mặt Tuấn. Vân Anh trong cơn tức giận đỉnh điểm, nên Tuấn hứng chọn tất cả những nhát dao của Vân Anh. Tuấn gục xuống nằm chết, máu chảy lênh láng ra sàn nhà. Buổi sáng, tôi thay đồ để chuẩn bị lên tòa án. Sáng nay Quân tới chở tôi đi. Tôi thở dài lấy hết can đảm. Nào, cố gắng lên. Một lúc sau Quân tới. Anh Quân sao tới muộn thế? Chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi. Quân ôm lấy tôi. Anh nói chuyện này em phải bình tĩnh nhé. Anh bỏ tôi ra đi, có chuyện gì vậy? Tuấn bị chém chết đêm qua. Hả? Anh ta bị chém chết á? Ai chém? Vân Anh. Đêm qua hai người xô xát đánh nhau, Vân Anh chém chết anh ta. Tôi lặng người khi nghe tin sốc. Mặc dù tôi và Tuấn sắp ly hôn, chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, nhưng khi nghe tin anh gặp chuyện, tôi thấy xót xa, khóe mắt cay đắng. Vậy là hết một kiếp người rồi ư? Những ngày tháng sau đấy, ba mẹ con chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Quân thì luôn ở cạnh bảo vệ, che chở cho tôi và các con. Cuộc sống của chúng tôi có thể không giàu vật chất, nhưng tình cảm thì không thể so sánh. Những ngày tháng bão tố đã qua, giờ chỉ còn những ngày bình yên thôi. Vâng các bạn ạ, thế mới thấy rằng là chúng ta trong tất cả mọi việc, cái điều quan trọng nhất đó là phải sáng suốt, phải lý trí. Nếu mà chúng ta trao tình cảm cho ai đó một cách mù quáng, chúng ta sẽ nhận lại những đau khổ thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện và hãy đồng hành cùng Mai trong những câu chuyện khác nữa nhé. Đăng ký kênh, subscribe cũng như là like, share video để nhiều người biết tới kênh chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.